Dạ. Vũ là học lớp mấy hả chị ha? Vũ học lớp 4 hay à? Dạ, Vũ học lớp 4. Vậy là chắc là mới tham gia cái khóa học đúng không chị? Vâng. Cháu thì nói chung là cháu thì đăng ký, cháu mua tài khoản thì đã lâu rồi. Dạ. Nhưng mà vì hồi đó chị mua là ở bên Tâm Trí Lực á, dạ, thì chị cũng không có được hỗ trợ chị nhiều. Dạ. Nhưng mà khi mà chị tham gia cái khóa học của hiện tại mà tháng 9 á, dạ, chị mới biết về cái chương trình đi nhiều. Dạ. Thì mới vừa rồi có tháng 10 đây thì chị cũng có đăng ký là làm cộng tác viên của bên thầy Thuận á. Dạ. Thì chị cũng mới tham gia bữa nay là được 3 buổi đây. Dạ. Là bé Vũ mới nay học sao rồi chị? Bé có tham gia cái lớp học không và bé có rèn luyện như thế nào rồi? Có, bé có tham gia được 2 buổi. Dạ, lớp học của cô Ngọc Anh. Lớp học của cô Ngọc Anh. Không, lớp học của cô Hồng và cô Yến. Ủa rồi bé, để em hỏi chị là bé đã học lớp cơ bản chưa chị? Bé đã học cái lớp cơ bản chưa mà lại vào học lớp cô Yến rồi? Vì bé biết hết rồi, bé học hôm đó là bé khi bé đăng ký là cái lớp cơ bản đó là học thì bé biết hết rồi. Nên là vậy là bé đổi được số, chuyển đổi số hết rồi đúng không chị? Yeah. Đã, học cơ bản hiểu được bộ não rồi này, rồi chuyển đổi số từ 00 đến 99 rồi đúng không? Biết cách lập hành trình rồi. Biết cách làm hành trình rồi. Dạ. Vậy thì bé vào học lớp cô Yến được chị ha. Tại vì là cô Yến thì là chủ yếu là cô ấy rèn kỹ năng. Dạ, rèn kỹ năng đấy giúp cho các bé là sẽ ôn lại về các cái hành trình, rồi là học phương pháp liên tưởng, kể chuyện, rồi là để ghi nhớ các số ngẫu nhiên, rồi là ứng dụng vào các cái môn học. Đó. Thì là cái lớp nâng cao chị ha, thì được ạ. Tưởng bé chưa học cái lớp cơ bản đó thì vào học nó sẽ không học được đâu. Tại vì là ít nhất thì các bé phải chuyển đổi được số từ 00 đến 99 thành hình ảnh. Thì là khi mà tại nói chung là bé là chuyển đổi được số và bé cũng biết hành trình rồi. Cho nên là bé vô bé học rồi bé tham gia thì bé cũng biết, cũng có phát biểu bài với cô rồi cũng được. Và chị Hạnh bữa giờ chị đang thì rèn luyện được cái gì rồi? Chị thì chị chỉ bài cho con rồi cũng cùng con rèn luyện về hành trình với lại nhớ số ngẫu nhiên, nhưng mà chị thì chị cũng chưa thực hiện được nhiều. Tại vì chủ yếu là mình tập cho con thôi. Với lại để học hỏi, để bài cho con, chứ còn mở lớp thì tại vì chị là không phải là giáo viên cho nên là chị cũng đang tìm hiểu chứ chị cũng chưa dám mở lớp. Vâng, nói chung là mình trước tiên là mình phải học, rồi mình phải biết được cái phương pháp như thế nào mình ứng dụng trước đã chị nhá. Chị ứng dụng, sau đó thì mình phải rèn luyện. Đó, rồi là rèn nó thành kỹ năng mình ứng dụng được vào trong cái việc ghi nhớ thì là mình cùng với con ấy chị nha. Thực ra ấy, mà để mình có thể rèn luyện được nó cần một cái thời gian đấy, một cái thời gian hơi tương đối. Nếu như mà mình nỗ lực ấy, mà mình tập trung 100% thời gian ấy thì các chị có thể là trong vòng khoảng 1 tháng mà mình tập trung 100% nha. Còn nếu mà mình không tập trung 100% thì mình phải thường xuyên rèn luyện mỗi ngày một ít ấy, thì là nó cũng phải mất một cái thời gian tương đối thì mình mới có thể là rèn luyện nó thành kỹ năng được các chị ha. Ngay cả các con cũng vậy ấy. Khi các con học ấy thì các con học cái lý thuyết, cái cơ bản. Bây giờ hiện tại thực ra thì các cô cũng hướng dẫn các con là cái lý thuyết ấy, với lại là ứng dụng một ít thôi. Còn lại thì là các con phải là rèn luyện hàng ngày. Nó rèn luyện thì nó mới thành kỹ năng được. Đó, trong quá trình học tập của các con ấy, từ từ nó thành kỹ năng ha. Rồi, cảm ơn chị Hạnh nha. Dạ. Muốn để bài cho bé để mình có kinh nghiệm á, mình cũng vừa học cũng vừa thực hành để mình thực hành với con mình, trước mắt là mình thực hành với con mình để mình có kinh nghiệm. Dạ, đúng rồi. chị nên cùng với con đồng hành, rồi mẹ con để cùng rèn luyện với nhau ấy, thì là nó cũng thích. Bởi vì là nó không làm một mình, nếu mà nó học một mình, nó làm một mình nó sẽ chán, nhưng mà với mình nữa này thì là nó sẽ thích, nó giống như kiểu là có bạn cùng học ấy thì nó sẽ thích hơn, thế ha. Thì là đó là như vậy đấy, nên là cái việc mà chị đồng hành cùng với con thì nó rất là thuận lợi cho cái việc mà con sẽ tiếp thu được các cái phương pháp nha. Đây, em cảm ơn chị Hạnh nha. Đây, chào các cái chị nha, chào Phan Thu Cầm nè, chào Nguyễn Thị Tân, chào Trần Thị Thùy Trang, chào mọi người. Các chị em mình ấy giao lưu một xíu đi ha. Bữa giờ mình học được cái gì rồi? Có ai có cái gì để mà chia sẻ không? Rồi có muốn hỏi gì không? Mời Phan Cẩm Tú nè, Phan Cẩm Tú lên mở mic nha. Giao lưu đầu giờ xíu đi, giới thiệu nào. Rồi, Cẩm Tú mở mic nha. Dạ, em chào cô Tuyết ạ. Giới thiệu về mình nha. Dạ, em là Cẩm Tú, đến từ Đà Nẵng. Cũng mới vào đại lý của thầy Thuận từ tuần trước thôi, nên là cũng chưa có nắm được gì nhiều hết. Dạ, bữa trước tuần trước nữa thì em có tham gia cái lớp của cô Tuyết á, nhưng mà tuần vừa rồi thì em bận nên là em không có, cũng chưa có rõ là mình đã học được tới đâu rồi. Dạ, có lên xe nhưng mà xem cũng chưa hết được clip nên cũng còn nhiều việc của mình quá nên là chưa có tập trung hoàn toàn vào được. Cũng đang sắp xếp để mà mình có thời gian để mà mình tập trung được nhiều hơn. Em có một cái tài khoản cho bé trước đó rồi nhưng mà vẫn chưa động viên được cho bé vào tham gia học với cô, nên là cũng không có biết là làm sao để mà tạo cho bé một cái động lực để vào á. Vì em cũng có tự mình ngồi mình chuyển số thành hình ảnh á, là xong là mình tự mình làm những cái kiểu như flashcard ra, xong rồi mình cũng tự vẽ ra. Vì có một vài cái là mình tự mình mã hóa theo cái cách của mình cho nó dễ nhớ, thì bé cũng có bắt chước em làm theo, nhưng mà sau đó rồi thì cái bé cũng chán, cái bé cũng thôi. Em cũng chưa biết làm sao để cho bé hứng thú hơn trong cái việc đó. Bé năm nay học lớp mấy rồi em? Dạ lớp 5 cô. Bé học lớp 5, bé gái hay bé trai? Dạ bé trai. Bé trai. Dạ. Vậy là mới cùng với mẹ chưa? Dạ. Bé đi học chưa? Giờ này bé đi học chưa? Dạ chưa đi học. Ở Đà Nẵng thì vẫn còn đang học online. Học online là học chính chưa hay là học online? Học chính rồi đấy. Học chính rồi. Có nghĩa là học chính rồi thì cũng là học rồi đấy. Dạ đúng rồi. Cũng là học rồi đấy. Thì bé học rồi, em có cho bé vào để tham khảo các bài ở trong chương trình không? Dạ có. Cũng mở lên rồi cùng ngồi với con, nhưng mà bé kêu là con chán quá nên là thôi bé lại đi ra, xong cái mình cứ cũng không dám ép, tại vì em sợ là cứ càng ép thì bé lại càng giống như là làm cho bé cái áp lực á, là bé lại càng khó hơn ấy. Thật ra thì có thể là do em chưa biết cách. Dạ. Tại vì là như thế này nè, khi mà em cho các con học cái chương trình trong khóa học thì là em phải là cho con soạn bài cho ngày mai nhá. Dạ. Là học theo cái chương trình học thông minh ấy. Dạ vâng. Có nghĩa là ngày hôm nay ngày mai con học môn gì con soạn ra nè. Yeah. Sau đó thì ví dụ như là hôm nay con học môn tập đọc thì là em phải hỏi con là ngày mai con học bài gì. Sau đó em cho con mở bài ra và em hỏi các câu hỏi cuối bài của con ấy. Yeah. Là bây giờ là con đọc bài đi và con trả lời cho mẹ các cái câu hỏi như thế này, hỏi xem con có trả lời được không. Thì bây giờ em hỏi con thì con nó sẽ đọc và nó sẽ trả lời, và xem là cái khả năng của nó đến đâu, thật sự nó có trả lời được không. Nếu như nó trả lời được thì là tốt, còn nếu nó không trả lời được thì em lại phải hướng nó là em mở cái khóa học ra. Em mở khóa học ra và em cho con xem cái phần mà cái bài tóm tắt mai miết ấy, của cái bài đó. Sau đó cái câu 1 thì em kêu con đọc lên. Sau đó thì em cho con tìm hiểu trong cái đoạn ấy mà con không tìm ra được thì em cho con nó nhìn vào cái sơ đồ mai miết, nó sẽ có một cái nhánh để trả lời câu hỏi đó. Đó. Tại vì tất cả các cái nhánh trong cái bài đó, các cái sơ đồ mai miết đều là những cái bài tóm tắt và nó có trả lời các câu hỏi cho các bài tập của các con. Đó. Nhưng mà các con thì lại xưa đến giờ đi học thì lại ít chuẩn bị bài. Thực ra là cô giáo vẫn nhắc các con về nhà chuẩn bị bài nha. Nhưng mà các con thường là các con không chuẩn bị đâu. Đó, thế thì lên lớp thì các con sẽ học, và học đến đâu thì trả lời nấy, hiểu đến đâu trả lời nấy. Có khi thì có bạn thì không có mạnh dạn đâu, không có trả lời. Tóm lại là chỉ có ngồi và nghe thôi, ví dụ thế. Rồi ít trả lời. Thì cái việc mà các con không chuẩn bị bài ấy, nó sẽ làm cho các con nó không có tự tin. Nếu như các con không chuẩn bị bài và không biết cách trả lời thì lên lớp sẽ không tự tin. Đó. Thì bây giờ mình sẽ dạy cho con từng, mình có thể không dạy hết các môn, nhưng mà em có thể hướng cho con học cái môn tập đọc trước, như thế đấy. Thì từ từ nó thành thói quen, nó biết rằng là mình chuẩn bị môn này có nghĩa là mình đã có cái tài liệu để mình có thể giải quyết cái môn học của mình. Đó, ví dụ như thế. Còn nếu mà bảo con mà lên mà xem cái video ấy thì là nhiều khi nó ngồi nó xem video ấy nó cũng ngại, nó lười, bởi vì nghe cô giảng trực tiếp ấy thì là cái đó nó bắt buộc, nhưng mà xem cái video ấy thì nó lại ngại. Đó, nó không có tập trung vào, cho nên phải những cái bạn nào mà người ta đang rất là thích học và đam mê học ấy, và người ta giải quyết bài tập của người ta ấy, thì người ta sẽ cố người ta xem để người ta trả lời câu hỏi. Còn bạn này thì chắc bạn của em là chưa có thói quen chuẩn bị bài, đúng không? Dạ, đúng rồi. Đấy, chưa có thói quen chuẩn bị bài, cho nên là nếu bảo xem bạn ấy xem video thì bạn ấy sẽ rất là lười, rất là ngại. Nhưng mà cái phần mà tóm tắt may mép ấy, thì em nên hướng dẫn cho con. Bởi vì thực ra nếu các em mà phụ huynh mình cũng vậy, các con cũng vậy, chưa có biết học may mép ấy, thì là đọc cái may mép cũng sẽ khó. Đọc cái may mép nó sẽ cũng không biết đường đọc, không biết đường để mà tại vì may mép nó là những cái từ khóa, và các từ khóa, nhưng mà các câu hỏi của các bài sách giáo khoa thì nhìn vào đó, nhìn vào cái đoạn để cần trả lời, và nhìn vào cái nhánh mà từ khóa đó là mình cũng biết được ý chính là cái gì và mình chỉ cần trả lời cái gì. Đó. Thì sẽ giúp cho các con viết ngắn gọn câu trả lời theo cái mai mép đó thôi. Xong đó thì mình hãy nói theo cách hiểu của mình. Tại vì các con đi học ấy, thì khi các con trả lời ấy, là các con không biết cách trả lời theo ý của mình đâu, mà cứ là trả lời đọc một đoạn dài trong sách giáo khoa. Thì cái đó nó không hay, và nó không có giúp cho các bạn cái sự là sáng tạo, và cái bạn ấy đưa kiến thức đó thành kiến thức của mình. Đó, thì các bạn trả lời xong các bạn có thể quên đấy, nhưng mà nếu các bạn ý trả lời theo ý của mình ý, thì các bạn sẽ nhớ. Thì cái việc mà chúng ta sử dụng mai mép và chúng ta trả lời ngắn gọn, nhìn vào cái từ khóa mai mép và trả lời theo ý của mình ý, sẽ giúp các bạn ý nhớ nhanh hơn. Thì đó là cũng chia sẻ với lại các anh chị, ở trong các anh chị mình trong group luôn, là nếu có con nhá, có con mà đang đi học ấy mà các con chưa có tích cực học ấy, thì là mình sẽ hướng dẫn cho con. Bởi vì là nếu mà con chưa tích cực lắm thì mình hãy hướng dẫn cho con từng môn thôi. Ví dụ như là đối với tiểu học ấy thì là cái môn tập đọc ấy, nó là một cái môn tập đọc này, môn tập làm văn đó, rồi môn luyện từ bờ câu đó, thì nó đều có hết. Nhưng mà cái môn tập đọc là cái môn mà mình dễ hướng dẫn con nhất, bởi vì là các con môn tập đọc là các con mục tiêu của môn tập đọc là phải đọc bài, sau đó thì đọc hiểu có nghĩa là đọc và trả lời, đọc đúng, đọc bài đúng này, đọc diễn cảm này, sau đó đọc và trả lời câu hỏi để đọc hiểu. Đó, thì là cái phần đọc hiểu là trả lời các câu hỏi ở cuối bài, và tìm hiểu nội dung chính của bài. Thì cái bài mai mép ở trong chương trình chúng ta nó sẽ giải quyết bằng mấy cái yêu cầu. Thì nó thường ấy thì Tuyết có xem trong chương trình, nên nó sẽ có cái nhánh là đọc cái từ khó. Thì phần đó ấy, nếu mà mình hướng dẫn các con hoặc cho các con vẽ mai mép thì không cần phải vẽ cái nhánh đó, mà các con chỉ cần vẽ nhánh trả lời câu hỏi thôi. Câu hỏi 1 là cái gì, câu hỏi 2 là cái gì, câu hỏi 3 là cái gì, và cái nhánh nội dung chính. Thế thôi, là hướng dẫn cho các con vẽ mai mép như thế. Mình không cần phải hướng dẫn làm các con vẽ nhiều mai mép, nhiều cái nội dung nó rườm rà, bởi vì là cái mai mép đó là mai mép của các thầy cô hướng dẫn cho các con, nên nó phải đủ cái mục tiêu. Đó. Còn đối với các con thì chỉ cần trả lời được các câu hỏi mà nắm được nội dung chính của bài thôi. Thì là mình hướng dẫn cho con mỗi ngày một bài thôi. Thế tự nhiên nó quen đi. Thì các môn khác cũng tương tự như vậy. Các môn khác là các con học cũng hình thức như thế đấy. Là xem mai mép là biết được nội dung chính của cái bài mình cần phải học, mình cần phải nắm. Riêng với lại tiểu học ấy thì là cái môn luyện từ vở câu ấy, đối với các con ấy là các con học nó tương đối là nó không hiệu quả lắm đâu. Nhưng mà để mà giải quyết được cái môn luyện từ vở câu ấy thì các anh ấy chị là cho các con mang cái vở bài tập tiếng Việt ra, sau đó thì là phải hoàn thành làm cái bài tập tiếng Việt đó, chính là nội dung của cái bài học của các con ở trên lớp. Thế thì để giải quyết được cái bài tập đó thì có khi cả mẹ và con ấy thì đều không biết đường làm đâu. Nhưng mà bây giờ kêu con làm nè đó, rồi xong rồi liên hệ với cô giáo này, hỏi cô giáo xem là cô có yêu cầu các con chuẩn bị không, nếu mà có ấy, thì là sẽ nhắc với con là con ơi cô bảo con chuẩn bị đấy, rồi con phải chuẩn bị, rồi mình hợp tác với cô giáo, các anh ấy chị nhá. Tại vì là bây giờ ấy, thì mình các con nó không nghe mình nhưng mà nó lại nghe cô giáo, thế thì mình hãy liên hệ, mình gần gũi, mình liên hệ với cô giáo, mình hỏi cô giáo xem là cái này các con có phải chuẩn bị bài không, nếu có thì mình mới nói với con ấy, hoặc là mình nhờ cô giáo nói là cô ơi cô nhắc cho bé nhà em ấy nó về nó phải chuẩn bị bài, ví dụ thế, giúp thế là cuối cùng là nó lại nghe lời cô, nó sợ cô, nó không sợ mình. Mà nếu mà cô mà không yêu cầu nó, cô chỉ nói khơi khơi thôi, nhưng mà hôm sau lên cô không có kiểm tra hay gì đó thì nó sẽ bỏ qua ngay. Đó, cho nên là mình ý, mình sẽ đang có con học nhé, thì mình hãy liên hệ với cô giáo, mình gần gũi với cô giáo một xíu, mình nhờ cô giáo là cô ơi cô nhắc nhở dùm ấy, cho con em nó về nhà nó có học bài một xíu. Thế là mình nói nhẹ nhàng thôi, nhờ cô ấy, em cũng muốn con nó chuẩn bị. Thế mình về thì mình lại nói với con là con ơi cô, mẹ nghe là cô giáo nói là chuẩn bị bài đấy, con chuẩn bị chưa, ví dụ thế đấy. Sau đó thì mình hãy hướng cho con và cho con mở ra để học, thế thì tự nhiên một thời gian là nó quen. Nhất là học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5 rồi thì học thì trong vòng khoảng vài tuần thôi là nó đã thành thói quen, lúc đó mình không cần phải bám sát nó nữa, nó tự nó học rồi nha các chị nha. Đó. Yeah. Còn là đó thì là cái phần mà các con sử dụng cái phần tham khảo, còn riêng cái phần mà là cái kỹ thuật ấy thì là kỹ thuật thì bây giờ con ví dụ con nó chưa có tích cực để mình rèn luyện với mình ý, thì là mình sẽ mình sẽ làm, nhưng mà mình làm xong đó là mình lại thi với con. Ví dụ như là mẹ đố con này, bây giờ mẹ học mà mẹ cảm thấy mẹ không nhanh lắm, con có học được, có khi con thông minh hơn mẹ đấy, ví dụ thế. Mình khơi gợi cho nó, cho cái sự mà nó hứng thú ấy. Nó cảm thấy là nó hứng thú, nó cảm thấy là nó có thể nó sẽ nó nghĩ trong đầu mình là chắc mẹ nghĩ mình thông minh hơn nó nên hơn mẹ, cho nên chắc chắn là mình thử đó, ví dụ thế. Mình đố con chẳng hạn, mình bảo là bây giờ mẹ đố con hay con nhớ bằng này số này chẳng hạn, trong thời gian mấy ngày bao nhiêu đấy thì mẹ sẽ nhớ được, mẹ sẽ ta thưởng con cái này cái kia. Đầu tiên mình phải làm từng bước như thế. Yeah. Thế thôi, có nghĩa là mình sẽ phải làm đấy. Tất cả các con bây giờ thì thực sự là nó để mà mình có thể là gây cái cảm tạo cái cảm hứng cho các con ấy thì là nó đều phải như thế. Chứ còn mà nói khơi thì ít lắm. Nói chung những bạn mà tự giác học, yêu thích học thì nói chung là ít, thật sự là ít đó, không được bao nhiêu đâu. Còn lại thì phần lớn là các bạn biết làm sao học cho nó có lệ, có nghĩa là học cho nó nhiệm vụ, là mình đi học xong đó thì là cũng giải quyết được vấn đề học, rồi là cũng lên lớp thì nghe, rồi sau đó thì trả bài. Nhất là học sinh tiểu học ấy thì là các thầy cô không cho điểm, rồi là kiểm tra thì nó tùy người, có người thì người ta nhiệt tình thì lên lớp thì hàng ngày ta đều kiểm tra, thì các con sẽ học bài, nhưng mà kiểm tra thì lại không cho điểm mà chỉ nhận xét miệng thôi, cho nên các con cũng không tích cực lắm đấy. Thì bây giờ là đối với học sinh tiểu học nó là như vậy. Còn đối với học sinh mà cấp 2, cấp 3 thì các con mới học lấy điểm, mà học lấy điểm ấy thì lúc đấy là nó mới sợ, nó điểm không có điểm, nó sợ điểm xấu thì nó mới tích cực nó học. Nhưng mà vì cái quãng thời tiểu học của nó đã là lơ đễnh rồi, thế bắt đầu tự nhiên lên lớp 2, cấp 2, bắt đầu lớp 6, cái là các con vào một cái guồng nó rất là nó rất là lạ. Thế là nó nhiều bạn là học tối mày tối mặt luôn, nó không quen đó. Cho nên là đối với các bạn học sinh tiểu học ấy thì chúng ta làm ba làm mẹ thì chúng ta quan tâm các con một tí, rồi là động viên cho các con để các con là tự học, là mặc dù lên lớp không có, nhiều khi là không có trả bài đó, học đến đâu hiểu nấy thôi, học có nghĩa là yêu cầu các con trên lớp học đâu hiểu nấy đấy, dạng vậy đấy. Nhưng mà thực ra ấy thì cái phương pháp đó nó cũng không tạo cái động lực cho các con tự học mấy, nó hơi ỷ lại đó. Rồi nó tùy vào cái thầy cô trên lớp nữa, các thầy cô trên lớp mà nhiệt tình rồi kiểm tra các con thường xuyên, khen ngợi các con thì các con tích cực lắm. Còn ví dụ phải các thầy cô trên lớp nhiều khi người ta cũng bận rộn quá, công chuyện quá này, rồi người ta cũng không thường xuyên để mà kiểm tra các con này, lên người ta chỉ truyền đạt kiến thức thôi ấy, thì là nó gây đến cho các con nó cái sự lười biếng đó, nó không tích cực học. thì nó như vậy đó. Dạ. Dạ em cảm ơn cô nhiều ạ. Dạ. Thì đó, bây giờ thì trước mắt là các chị các anh chị mình có các con ấy thì mình hãy làm từ từ ha, để giúp cho các con nó tự ý thức, tự giác học. Đó, mỗi ngày một ít thôi, mình không ngay lập tức là mình sẽ bắt các con phải học chuẩn bị hết 4-5 môn. Nhưng vì các con nó ít chuẩn bị quá, thành ra bây giờ lớp 5 rồi đấy, nhưng sang năm lên lớp 6 là các con phải học dữ dội lắm đấy. Mà lớp 5 bây giờ là các con vẫn còn học theo cái kiểu là nhánh nháng như thế, rồi lên lớp học được nhiều học ấy. Đó. Còn là lên tới lớp 6 là rồi, lớp 6 là học rồi là trả bài miệng này, rồi là kiểm tra 15 phút, kiểm tra một tiết này, rồi là phải học, trời ơi, nói chung là rất là nhiều môn luôn, học thuộc. Cho nên nó sẽ làm một cái một cái bước ngoặt luôn đó. Đó, bước ngoặt, ai là có con lớp 6 là biết ạ. Rồi, dạ, cảm ơn cô nhiều ạ. Dạ. Thì đối với lại cái phương pháp này ấy, thì là chúng ta cứ sẽ phải có mất một cái thời gian đấy để mình rèn luyện ấy nha. Rồi, còn có anh chị nào mình muốn chia sẻ, muốn được giao lưu, muốn được chia sẻ nào không ạ? À, chào con nha, chào con trai của mẹ Nguyễn Thị Tân. Rồi. Con chào mẹ Nguyễn Thị Tân này, rất là tích cực luôn nha, có muốn chia sẻ gì không? Dạ các anh chị ơi, mình thấy mở cam lên ha, để mình chia sẻ ha, mình giao lưu chia sẻ nha. Có ai chúng ta có muốn hỏi cái điều gì không ạ? Bây giờ các anh chị mong muốn cái điều gì trong cái lớp học này, thì hoặc là mình có thể chia sẻ cho mọi người biết được là mình đang mong muốn như thế nào, mong muốn cái mục tiêu của mình là gì ha, cái mục tiêu của mình là gì á, để chúng ta cùng chia sẻ với nhau đó, chia sẻ trao đổi với nhau để mình giúp nhau cùng đạt được cái mục tiêu nha. Và có ai có cái ý kiến gì hay muốn chia sẻ gì thì các anh chị giơ tay nha. Nguyễn Thị Tân, con sang năm lớp 6 nè. Rồi đó, cho nên là chị Nguyễn Thị Tân á, là sẽ tập cho con ha, tập cho con là sẽ học ấy, bằng cách chuẩn bị bài đi. Bởi vì sang năm đến lớp 6 là các con sẽ học rất là nhiều đấy. Mà bây giờ các con không có tập thói quen đó là sang năm học không nổi đó ha. Và cái việc các con chuẩn bị bài ở nhà ấy, thì là sẽ giúp cho các con học trước một lần ha, học trước một lần thì ngày hôm sau lên lớp học với cô là thêm một lần nữa. Thế thì kiến thức đó nó sẽ giúp cho các con nó ghi nhớ, nó khắc sâu trong cái bộ não của các con hơn đó. Rồi là về các con sẽ ôn lại một lần nữa ha, ôn lại một lần nữa thì là sẽ đưa từ từ, các con phải thực hiện các bước như thế thì mới đưa cái kiến thức đó trở thành cái trí nhớ dài hạn trong bộ não của các con được. Còn nếu mà các con lên lớp chỉ học không thôi, học cô xong thôi, thầy xong thôi, rồi về nhà ấy là không có ôn, không có học nữa, thì cái trí nhớ mà các con học ở trên lớp ấy, cái ngày hôm đó cùng với thầy cô đó, nó chỉ là cái trí nhớ ngắn hạn thôi, nó sẽ quên ngay lập tức sau vài tiếng đồng hồ. Vài tiếng đồng hồ nếu các con không ôn lại nha. Cho nên là các anh ấy chị, ba mẹ là có con thì chúng ta cũng phải là nhắc nhở cho các con cái cách học, cái cách học. Tại sao mà các con lại cứ đi học rồi là học xong rồi quên đấy, là vì các con học chưa đủ cái lộ trình, lộ trình học ấy, thì các con phải học theo theo cái lộ trình như là ôn lại, lặp lại đấy, phương pháp lặp lại, ôn lại 5 lần ha. Các anh ấy chị ở trong phòng họp của chúng ta này, có ai chúng ta đã, chắc là rất là nhiều anh chị rồi đã biết rồi ha, cái phương pháp lặp lại ấy ạ, phương pháp lặp lại mà 5 lần ấy ạ, ôn lại 5 lần ấy, các cái kiến thức ấy để trở thành kiến thức dài hạn, cái trí nhớ để trở thành trí nhớ ngắn hạn, trở thành trí nhớ dài hạn ạ. Có anh chị nào chúng ta đã được học rồi, biết rồi, nhớ rồi, chúng ta có thể chia sẻ không ạ? Ai có biết rồi, học rồi, biết rồi thì hãy đánh vỗ chat cho Tuyết số 1 nhá. Có ai còn nhớ không? Có ai còn nhớ cái cách mà đưa cái trí nhớ ngắn hạn trở thành cái trí nhớ dài hạn ấy, bằng phương pháp lặp lại ạ. Sẽ phải lặp lại đây, phương pháp tôi gọi là phương pháp lặp lại đấy nha các anh chị ha. Đó. Thì bình thường ấy, với một cái kiến thức mà chúng ta được lĩnh hội ấy, mình được học ấy, thì là sau khi mình học xong trong một cái buổi học nào đó thì mình học kiến thức đó nó sẽ được khoảng 80% đây các anh chị nhá, 80% là mình học xong cái buổi đó mình sẽ nhớ được 80% kiến thức. Giống như các con đi học cũng vậy ấy. Các con đi học thì lên lớp các con nếu chăm chú nha, lắng nghe thì các con sẽ nhớ được 80% là cái lần đầu tiên ha. Thì nhưng mà cái kiến thức đó nếu như mà những cái người mà cái trí nhớ người ta không tốt ấy, thì chỉ khoảng sau 5-10 phút thôi là người ta có thể là sẽ bị quên bớt đi một phần nào đó nha, quên bớt đi phần nào đó. Chính vì vậy mà sau khi cái buổi học, sau khi mình mới hội kiến thức đó thì khoảng 5-10 phút ấy là chúng ta sẽ phải ôn nó lại một lần nha, ôn nó lại một lần nha các anh chị nha. Đó, ôn lại một lần. Và cái lần thứ nhất là sau 5-10 phút mà mình ôn lại. Cũng như các con ấy, sau khi học xong rồi thì các con về nhà, thì các con, tại sao mà cái quy trình học thông minh ấy là sau khi học xong rồi thì về nhà các con sẽ phải ôn lại, các con ôn lại cái bài ngày hôm đó. Đó. Rồi lần thứ hai, lần thứ 10%. Sau đó nếu như chúng ta tiếp tục ôn lại sau sau một ngày ấy, thì giữ được 40%. Sau một tuần mình ôn lại nữa thì đây, kiến thức của mình sẽ giữ lại cái màu hồng đây, mình sẽ dò sang bên đây, mình sẽ giữ lại được khoảng 60% hay 70%. Đó là cái màu hồng này nha mọi người. Đó, rồi sau một tháng, nếu như mình có ôn lại nữa thì cái kiến thức đó nó sẽ còn lại là 80%. Lúc này nó mới được 80% nha. Đó. Và sau 3 tháng mình ôn lại nữa, 3 tháng hoặc 6 tháng mình ôn lại thì cái kiến thức đó của chúng ta nó sẽ được 90% hoặc 100%. Đó. Cho nên tại sao mà các bạn học sinh ấy đi học thì về nhà là ngay ngày hôm đó là về có thể trả bài, đọc bài, thuộc ngay. Nhưng mà vài ngày sau là quên mất rồi, hoặc là vài tuần sau, hoặc là tới khi học tới cái kiến thức mới nó liên quan đến cái nội dung bài cũ đó thì các bạn quên hết rồi. Giống như cái công thức toán học chẳng hạn, khi các con đi học ấy, là hôm nay các con học thuộc rồi đó, rõ ràng lên lớp học với các cô thuộc rồi, có thể về nhà là đọc cho cha mẹ nghe rồi, nhưng mà cái kiến thức toán nó không liên tiếp, nó có thể là một tuần sau, một tháng sau mới học lại nữa, thì hỏi lại các con về cái công thức toán đấy là các con quên rồi, không nhớ nữa, không áp dụng vào để học được. Đó, thế thì các con phải làm sao? Phải ôn lại. Có nghĩa là khi các con học hôm nay thì về nhà các con ôn lại này, sau một ngày ôn lại này, rồi sau một tuần các con lại phải ôn lại. Đó, sau một tháng các con phải ôn lại nữa, và sau 3 tháng các con phải ôn lại. Nếu các con chưa có nhớ được thì sau 6 tháng phải ôn lại. Đó. Chính vì các con nếu như các kiến thức cần thiết nha, còn những kiến thức nào mà nó không cần thiết lắm thì có thể các con chỉ cần học và các con biết nó được rồi. Còn những kiến thức nào cần biết, cần phải ghi nhớ, cần nó để mà mình còn có thể học được các cái nội dung sau, thì các con phải ôn lại như thế, học lại như vậy. Thì tới khi các con thi học kỳ, các con thường học khoảng 4 tháng, 5 tháng thi học kỳ, thì tới khi học kỳ ấy, thì các con chỉ cần nhìn sơ qua thôi, ôn lại một lần nữa thôi là các con nhớ kiến thức rồi. Đó. Cho nên là ngay bản thân chúng ta cũng vậy nhá. Ví dụ như là mọi người đang thì học về cái bữa hôm trước là mình học về lập hành trình đúng không? Rồi là nhớ số. Thì không biết là các anh ấy chị là chúng ta đã học nhớ số đến đâu, lập hành trình đến đâu. Nhưng mà cái hành trình của mình ấy, khi mình lập rồi, mình đọc thuộc rồi thì mình nên ôn lại nhá. Hôm nay mình học thuộc rồi thì ngày mai mình nên ôn lại đi. Rồi mình không đợi đến một tuần, một tháng đâu, bởi vì mình cần nó và mình cần nhớ nó luôn. Cho nên mình có thể mỗi một ngày mình đều phải ôn lại nó. Thì chỉ trong vòng khoảng 5 lần thôi là mình nhớ nó rồi. Còn nếu mà mình không ôn nó thì dĩ nhiên là mình học hôm nay rồi mà mình để tới 4-5 ngày sau mình mới ôn lại nữa thì nó sẽ bị quên. Đó, các anh chị ha. Đó, thì đó là cái chứng minh cho chúng ta thấy được là cái việc mà chúng ta học để mà đưa nó thành cái trí nhớ dài hạn và để cho các con có thể ghi nhớ được các kiến thức thì phải học như thế đấy. Cho nên tại sao mà cái việc học của các con trên trường ấy là chúng ta đừng có lo cái chuyện mà các con chuẩn bị bài rồi, học rồi thì lên lớp các con nó biết hết rồi nha. Không biết đâu, mới học một lần không bao giờ biết được đâu. Học một lần hôm nay rồi, ngày mai lên lớp nghe tiếp, học tiếp, tương tác với cô thì lúc đó kiến thức nó mới vào đầu các con được. Gọi là các con tự tin thêm một tí, hiểu thêm một ít nữa. Xong các con lại còn phải ôn để các con phải trả bài. Xong các con lại còn phải là kiểm tra, ôn để kiểm tra. Ví dụ thế thì kiến thức đó các con nó mới chắc được luôn. Cho nên tại sao mà các con học từ lớp 10 cho tới lớp 12 mà các con đi học tới thi tốt nghiệp ấy, là các con cái kiến thức của con từ lớp 10 lớp 12, nếu như bạn nào mà các bạn ấy có thể là học như thế được, học mà để mà ôn các cái kiến thức thường xuyên như thế thì tới lớp 12 các bạn ấy học nó đơn giản lắm, thi thố nó dễ lắm, nó đơn giản. Bởi vì các bạn chỉ cần xem qua là các bạn thuộc rồi. Vì các bạn ấy thường xuyên ôn. Đó, như thế đấy. Thì các anh chị hiểu rồi, hiểu cái chỗ mà cái phương pháp lặp lại rồi đúng không ạ? Đấy, đấy nó là một phương pháp trong phương pháp siêu trí nhớ học đường đấy các chị nhé. Là trong cái 11 kỹ thuật ấy nhá, 11 kỹ thuật là phương pháp lặp lại. Thì phương pháp lặp lại thì nó có nhiều cái hình thức lắm. Hình thức là mình đọc đi đọc lại để giúp cho các con, ví dụ như là để mà ghi nhớ được một cái nội dung nào đó. Đối với các con học sinh tiểu học chẳng hạn, đối với các con học sinh cấp 2-3 cũng vậy luôn. Là khi các con muốn học để mà nhớ được cái nội dung ấy thì dĩ nhiên các con phải đọc đi đọc lại rồi. Và khi các con học phương pháp siêu trí nhớ thì các con có thể sử dụng nhiều cái phương pháp siêu trí nhớ khác như hành trình này, rồi các phương pháp đọc to đó để các con học. Đó thì phương pháp lặp đi lặp lại. Rồi các con có thể là phương pháp lặp lại có nghĩa là các con có thể là ghi âm lại cái lời nói của mình, hoặc là mình nghe lại cái lời nói, cái lời giảng của các thầy cô. Đó thì cũng là lặp đi lặp lại đấy. Không phải là bản thân mình phải đọc, nhưng mình nghe thầy cô giảng xong mình lưu lại, xong mình cần ôn lại thì mình nghe, thì đó cũng là phương pháp lặp đi lặp lại nha. Thì là trong cái 11 kỹ thuật siêu trí nhớ chúng ta có phương pháp lặp đi lặp lại các anh chị nhé. Đó. Đây. Hôm trước thì là chúng ta có học về cái phương pháp hành trình là nhớ 20 số ngẫu nhiên. Các anh chị còn nhớ 20 số ngẫu nhiên hôm trước không nhỉ? Có ai còn nhớ trong cái buổi học hôm nay ấy, có anh chị nào còn nhớ bữa hôm trước mình học hành trình cơ thể này rồi nhớ 20 số ngẫu nhiên ấy, còn ai nhớ cái 20 số ngẫu nhiên đó không? Có ai còn nhớ thì đánh vào ô chat số 3 đi. Để Tuyết xem là cái số ngẫu nhiên đấy là hôm đấy Tuyết để vào chỗ nào đây để ôn lại coi. Để ôn lại các anh chị chỉ cần ôn lại một xíu là các anh chị thuộc. Còn nếu các anh chị không ôn lại thì các anh chị không thuộc đâu. Rồi bữa hôm ấy không biết đánh vào cái chỗ nào, Tuyết bỏ một cái slide lên, Tuyết đánh vào chỗ nào bây giờ tìm không thấy luôn. Là hôm trước mình đã học về cái rồi nhớ rồi, phương pháp hành trình. Mình sẽ mở cái phương pháp hành trình ra đây, đúng rồi, và mình sẽ ôn lại một xíu nha. Là các anh chị hôm trước mà ai mà học rồi là chúng ta sẽ nhớ ngay nhá. Rồi. Có mở phương pháp hành trình nhưng mà bữa hôm ấy là vì cái slide cho nên là Tuyết không có lưu. Nhưng mà Tuyết nhớ là hôm đó là trên đầu của chúng ta này là tiền này. Giờ Tuyết nhớ lại này, thực ra Tuyết không ôn nhưng mà bây giờ nhớ lại xong các anh chị xem có đúng không nha. Là hôm trước ấy là đầu tiên là trên đầu mình là tiền này, đi cắt tóc. Nhớ không? Các anh chị đi cắt tóc thế là bị quên tiền đấy, là số 15. Đó, là trên đầu mình ấy nha, là cái hành trình hôm trước á. Đó, 15 này, rồi chán của mình ấy là cái thuyền, vẽ cái thuyền. Mấy anh chị các anh chị hôm trước học ấy, là hôm trước là mình có vẽ cái thuyền, có chị Mỹ Anh này, chị Mỹ Anh còn nhớ không nhỉ? Đó, là trên trán của mình ấy là các bọn nhỏ là vẽ cái thuyền đấy. Đấy, rồi, Sau đó tới mắt của mình ý là chị Mỹ Anh đâu rồi, chị Mỹ Anh tiếp em này. Chị Mỹ Anh Mách là lá cờ hả cô? Đúng rồi. Rất là tuyệt vời, chị Mỹ Anh nhớ đấy, thấy không? Là cái đôi mắt của mình hôm đấy là lá cờ. Lá cờ là số 71 đấy. Con này là 14 nha, 14 là bọn trẻ nó vẽ cái thuyền lên trán mình nè. Rồi mắt mình ấy là mình xem đá bóng Việt Nam, mình yêu thích Việt Nam cho nên là mình yêu đất nước Việt Nam, cho nên là mình cổ vũ bóng đá. Thế là cái mắt mình tự nhiên là nó hiện lên cái lá cờ trên mắt mình ấy. Đó, rồi mắt rồi tới mũi. Mũi của mình thì hôm đó là con oxen xuống mạch máu các chị nhá. Đấy. Rồi mũi rồi tới má, má là 85. Hạt đậu 85. Cái má của mình ấy nó mọc cái mụn to như cái hạt đậu ấy. Rồi sau đó tới cái miệng. Miệng của mình ấy là cung tên mục tiêu đúng không chị? Dạ. 46. Mục tiêu đấy là cái miệng của mình làm cái mục tiêu để ném cái hạt bắp vào miệng ấy, chơi cùng với con ha. Thì không nhất thiết là phải cái là cung tên mục tiêu, nhưng mình chỉ cần nhớ đến mục tiêu và mình nghĩ trong đầu mình, liên tưởng trong đầu mình hình ảnh cung tên mục tiêu là mình nhớ ha. Sau đó để tới cái cằm. Cái cằm của mình là cái cằm, rất nhớ là cái cánh buồm ấy đúng không? Cánh mặt của mình, nó thành cái vê lai, cái cánh buồm ấy, cánh buồm nhọn. Đó là số 14 tiếp. Cái thuyền. Sau đó tới lỗ tai. Lỗ tai của mình là con thỏ đúng không? Con thỏ nó con sóc. Đúng rồi, con sóc nó cắn. Mình đang ngủ mà có một con sóc nó tưởng thức ăn nó đến nó cắn làm rất là đau. Đó. Rồi sau đó là tới cái cổ. Cái cổ của mình là bị sao nhỉ? Là có 33 đúng không ạ? Cột xương. Đúng rồi. Rồi, sau đó thì tới vai. Vai là gì chị nhỉ? Vòi tém hoa sen hả cô? Đúng rồi, vai là cái vòi hoa sen nó bị rơi xuống vai mình là mình đau. Đấy. Thế có nghĩa là mình đã nhớ cái dãy số 20 số hôm trước mình học rồi đấy. Hôm trước mình học 20 số bằng vũ bước hành trình đấy. Tuyết không hề ôn nhưng mà hôm nay tự nhiên nhớ lại thì muốn mọi người nhớ lại đấy. Thế sau đó thì bây giờ mình nhớ lại đấy là tự nhiên mình ôn thêm lần nữa thì đảm bảo lần này Tuyết và chị Mỹ Anh là thuộc cái đấy. Là thuộc dãy số này rồi đấy. Vậy là dãy số chúng ta là 15, 14, 71, 16, 85, 46, 14, 24, 33, 32. Đó. Là cái cách mà mình nhớ các con số ngẫu nhiên nó là như vậy đấy các anh chị nha. Là mình phải chuyển đổi tất cả các con số từ 00 đến 99 thành hình ảnh. Sau đó mình sẽ lập hành trình ha, mình tạo các hành trình ha. Mình tạo hành trình. Thì hôm trước Tuyết hướng dẫn cho các anh chị tạo hành trình cơ thể. Rồi mình tạo hành trình nhà ở ha, mình tạo hành trình cái đoạn đường từ nhà đến cơ quan, tạo hành trình các cái sự vật trong cơ quan của mình. Thì hành trình nó giống như một đoạn đường đi các anh chị nhé. Và trên đoạn đường đi đó có các cái sự vật nó cố định ở trên đó. Mình lấy các cái sự vật đó làm các điểm neo dữ liệu nha. Đó. Thì các anh chị mà muốn nhớ được nhiều số thì các anh chị cần nhiều hành trình. Còn các anh chị nhớ ít số thì các anh chị cần ít hành trình. Đó. Thì cái hành trình cơ thể của chúng ta thì các anh chị có thể lập được khoảng 20 đến 25 điểm nhé. Thì nếu như các anh chị nhớ mỗi một điểm chúng ta gắn một cặp số thì 25 điểm chúng ta sẽ nhớ được 50 số ngẫu nhiên các anh chị nha. Đó. Còn nếu như mà các anh chị muốn nhớ được 100 số ngẫu nhiên thì các anh chị sử dụng 2 hành trình. Các anh chị muốn nhớ 150 số ngẫu nhiên thì các anh chị 3 hành trình. Tuy nhiên khi các anh chị rèn luyện nó thành thục rồi thì một hành trình 25 điểm, các anh chị một điểm, các anh chị không gắn một cặp số mà các anh chị gắn hẳn một câu chuyện. Một câu chuyện đó gồm có 2 cặp số hoặc 3 cặp số. Thì 3 cặp số nó tương ứng, bây giờ Tuyết thường thấy là mọi người gắn 3 cặp số thì nó thuận tiện hơn ấy, nó dễ nhớ hơn và nó thuận lợi. Cho nên là thường là gắn 3 cặp số thì nó thành một câu chuyện có nghĩa, còn 2 cặp số thì câu chuyện đôi khi nó không có nghĩa lắm nha. Thì các anh chị hãy một điểm 3 hành trình, một điểm 3 cặp số. Thì 3 cặp số nó tương ứng với 6 số ngẫu nhiên. Đó, mà 6 số ngẫu nhiên mà một cái hành trình chúng ta 25 điểm thì 6 nhân với 25 thì các anh chị đã ra được bao nhiêu điểm rồi nhỉ? 5 6 30, nhớ 3 2 6 12 là 150 số rồi đấy, là một hành trình 150 số. Thì 2 hành trình các anh chị được 300 số rồi. Thì các anh chị chỉ cần rèn luyện nhớ khoảng 300 số thôi là các anh chị đã hiểu được cái phương pháp siêu trí nhớ nó tuyệt vời như thế nào và nó thật sự là nó giúp cho bộ não chúng ta nó có thể ghi nhớ được một cái cách phi thường ha. Đấy, các anh chị phải rèn luyện ha. mình phải có thời gian mình rèn luyện và mình rèn luyện rồi mình biết là rõ ràng để mình ghi nhớ được thì chúng ta phải có phương pháp. Còn nếu mà không khơi khơi, các anh chị nhớ 20 số ngẫu nhiên giống như nãy Tuyết đọc thôi thì các anh chị cũng khó nhớ. Mà các anh chị nhớ xong rồi nhá, thì ngày mai mà bảo các anh chị là đọc lại giống như Tuyết lúc nãy với chị Mỹ Anh nãy là các anh chị sẽ không nhớ đâu. Nhưng mà vì chúng ta gắn vào hành trình, chúng ta tạo cái câu chuyện cho nên là chúng ta dễ dàng nhớ được. Đó, cho nên là cái phương pháp này ấy, nó giúp chúng ta nhớ lâu là như thế. Nhớ lâu, nhớ chắc và nhớ lâu. Đó, thì mới đầu thì chúng ta sẽ phải mất thời gian để chúng ta rèn luyện kỹ năng. Tới khi chúng ta có một cái kỹ năng rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng nhìn vào cái dãy số đó là mình có thể tạo được luôn một cái câu chuyện mà mình lập tức nhớ nó luôn. Thì phải là rèn theo thời gian. Đối với các con của mình thì chúng ta sẽ dạy cho các con nhớ. Đầu tiên thì là chuyển đổi số thôi, nhớ từ từ thôi. Rồi ứng dụng trong học tập của các con. Các con chỉ cần nhớ các cái ngày tháng năm sinh của các tác giả tác phẩm này, rồi nhớ các sự kiện lịch sử thôi. Đó, tạo thành câu chuyện thôi thì các con không thể quên được, các con không lẫn lộn được. Thế thì mỗi một năm một ít thì tự nhiên thì vài năm thôi là các con nó tự nhiên nó có cái phương pháp đó rồi. Chỉ cần một năm thôi, các con mỗi một ngày mỗi một ít là các con rèn luyện. Đó, thì là nó thành kỹ năng. Kỹ năng thì giúp cho con lên tới cấp 2, cấp 3 các con học ấy, cái kiến thức nó nhiều thì các con đã biết vận dụng vào để các con ghi nhớ rồi. Đó, các anh chị hiểu là như thế nhá. Này, bữa hôm trước thì Tuyết có hướng dẫn các anh chị về để mà mình tạo hành trình ấy, thì có anh chị nào mình tạo được mấy hành trình rồi ạ? Ai tạo được 2 hành trình thì đánh vào ô chat số 2. Ai tạo được 1 hành trình thì đánh 1. Ai tạo được 3 thì đánh 3. Đánh vào ô chat dùng Tuyết coi. Xem là mình có học không nào? Có tạo hành trình chưa? Hay là do mình chưa có học chuyển đổi số từ 00 đến 99 nên là chưa có tạo hành trình? Tạo hành trình thì nó dễ lắm. Tại vì là mình nên chọn những cái hành trình, những cái nơi mà mình quen thuộc ấy, thì mình viết ra rồi ấy, mình đọc đi đọc lại vài lần là mình nhớ. Và lưu ý là khi tạo hành trình ấy thì mình nên là lựa chọn những cái sự vật nó to, nó to và nó đều đồng đều nhau ấy, thì sẽ giúp cho mình không bị quên. Đó, các anh chị nào. Có một số anh chị này là có tạo hành trình rồi này. Đó. Số 2 rất là nhiều rồi này. Đấy. Chị Phê nè. Rồi chị Quyên nè, Nguyễn Trường gì đây nè, đó. Là mình có tạo hành trình rồi đấy. Rồi các anh chị đã học nhớ được, ghi nhớ được bao nhiêu số rồi? Các anh chị ơi, trong cái group trong cái phòng của mình nè, các anh chị hãy chia sẻ xem là các anh chị đã nhớ được bao nhiêu số ngẫu nhiên rồi. Đánh vào ô chat dùng cho Tuyết đi cho các anh chị có động lực coi. Ở đây thì có nhiều anh chị đã ghi nhớ được 400-500 số ở đây nhưng mà chắc là ít. Ít, phần lớn là hình như là Tuyết thấy là các anh chị hình như là mới. Mà mình đang thì học, mình đang thì học thôi ha. Có một số anh chị như chị Hằng Nguyễn nè là đã nhớ được mấy trăm số rồi nè. 400-500 số rồi đấy. Rồi. Nguyễn Trường 99 số. 99 số có nghĩa là mình chuyển đổi mã hóa số từ 00 đến 99 đúng không? Rồi. Thế thì các anh chị ơi, các anh chị đã hiểu được, đã biết cái cách là mình muốn nhớ số ngẫu nhiên thì mình sẽ phải học như thế nào chưa ạ? Nếu mà hiểu rồi thì các anh chị đánh vào ô chat là chữ hò. Còn nếu mà chưa hiểu thì các anh chị đánh vào ô chat chữ cờ. Để xem là Tuyết xem cái phần này có cần phải chia sẻ nữa không, hay là mình sẽ chuyển sang cái nội dung khác nha. Đó là cái cách nhớ số ngẫu nhiên của mình, nó chỉ đơn giản như thế thôi nhá. Là mình chuyển đổi các con số từ 00 đến 99 thành hình ảnh. Sau đó thì mình sẽ lập hành trình nhá, lập hành trình và mình sẽ gắn các cái con số đó vào những điểm hành trình, nhưng mà mình sẽ phải liên tưởng để tạo câu chuyện nhá. Rồi, chị Quyên rồi nè, anh Việt Anh chưa? Cũng có nhiều người chưa quá nhỉ. Trương Thị Hòa chưa này. Đó, Lê đó, có một số người chưa. Còn ai chưa nữa không? Còn ai chưa nữa thì đánh vào ô chat chưa đi nào. Xem có nhiều người không để còn tiếp tục hướng dẫn nào. Còn mà ít quá thì chắc là không hướng dẫn, bởi vì là mình hướng dẫn nó sẽ bị ảnh hưởng tới những người ta đã biết rồi. Biết rồi mà người ta học nữa là người ta chán lắm. Đúng không? Rồi bây giờ cho Tuyết hỏi là các anh chị ở trong group mình ý, là bao nhiêu người mong muốn là mình sẽ tìm hiểu, mình học phương pháp này để mà mình dạy con, thì hãy đánh vào ô chat cho Tuyết là số 5 nhé. Chúng ta đang học và tìm hiểu phương pháp để dạy con để đánh vào ô chat số 5. Còn những ai mà muốn học mà để có thể là chia sẻ mở lớp hoặc là để hướng dẫn cho người khác thì là đánh cho Tuyết số 6. Đánh Tuyết số 6. Đánh một ô chat cho Tuyết số 6 nhé. Nguyễn Việt Anh số 6, Dung 6, Phạm Thị Quyên rồi, Liễu số 6. Dạ. Rồi cũng rất là nhiều người số 6, có nghĩa là mình muốn tìm hiểu, mình muốn học để mà dạy con và để hướng dẫn cho người khác, đúng không ạ? Rồi. Thì các anh chị này chắc là đều là những người mới, đúng không? Các anh chị mới tham gia vào cộng tác viên, hoặc là các anh chị đã tham gia vào đại lý cộng tác viên nhưng mà mình chưa có tìm hiểu nhiều về sản phẩm, đúng không? Rồi, ở trong lớp của chúng mình ấy thì cũng có nhiều anh chị là các anh chị cũng đã học được nhiều rồi. Tuy nhiên ấy thì Tuyết cũng chia sẻ với các anh chị ấy là mình cũng cần phải một cái thời gian tương đối là đầu tư hơi tương đối nhiều ấy để mình tìm hiểu sản phẩm. Sau đó mình phải ứng dụng thì mình mới có thể lên lớp chia sẻ được các anh chị nhé. Thì Tuyết nói thêm một lần nữa cho tất cả các anh chị trong cái group của mình như thế này, để các anh chị có thể lên lớp và để mà chia sẻ được cho học sinh, hướng dẫn học sinh, thì các anh chị cần phải thực hiện như thế này, các bước như sau nhá. Các anh chị có thể là giấy bút ra để mình ghi nhá. Nếu anh chị mới này, chúng ta ghi giấy bút ra ghi. Thứ nhất ấy là các anh chị sẽ phải xem nhá. Các anh chị sẽ phải xem các cái video kỹ thuật trong cái khóa học siêu trí nhớ học được nhá. Xem kỹ, xem đi xem lại nha, lúc nào rảnh là mở ra xem liền. Xem các video kỹ thuật ở trong khóa học siêu trí nhớ học được. Rồi các anh chị có thể đọc sách, đọc cái sách giáo trình ấy, bởi vì cái cuốn giáo trình thực ra thì nó lại kỹ hơn video nhá. Các anh chị hãy đọc sách để mình hiểu hơn nhá. Đó. Thì các anh chị hãy đọc sách cái giáo trình siêu trí nhớ học đường ạ. Đó. Là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là các anh chị sẽ phải học để nhớ số ngẫu nhiên nhé. Ít nhất các anh chị phải học để nhớ được 50 số ngẫu nhiên đến 100 số ngẫu nhiên là ít nhất ấy. Thì khi các anh đã nhớ được 50, các anh chị nhớ 50 hoặc 100 số ngẫu nhiên, các anh chị sẽ hiểu là khi chúng ta nhớ được 50 hoặc 100 số ngẫu nhiên thì các anh chị đã sử dụng được gần hết các phương pháp trong cái kỹ thuật siêu trí nhớ học được nhé. Nhớ được 50 đến 100 số ngẫu nhiên là chúng ta đã sử dụng phương pháp này. Phương pháp thứ nhất là chúng ta sử dụng phương pháp liên tưởng kết nối ở trong kỹ thuật đó. Liên tưởng kết nối là chúng ta đã sử dụng cái bộ não của chúng ta để liên tưởng đấy, chuyển đổi mã hóa số thành hình ảnh đấy. Sau đó chúng ta sẽ liên tưởng những cái hình ảnh đó tạo thành câu chuyện nhé, tạo thành câu chuyện để kể thành câu chuyện. Thì đó là phương pháp thứ hai mà mình áp dụng trong cái kỹ thuật ấy, là phương pháp liên tưởng kết nối và phương pháp kể chuyện, là hai phương pháp rồi để mình ghi nhớ được số ngẫu nhiên các anh chị nhé. Phương pháp nữa trong cái phương pháp mà để mình ghi nhớ số nguyên là phương pháp đọc to. Đó. Khi các anh chị chuyển đổi mã hóa số, các anh chị phải học thuộc thì các anh chị phải đọc to. Và khi chúng ta rèn luyện nhớ số ấy, gắn vào điểm hành trình mình cũng phải đọc to luôn. Còn các anh chị mà cứ đọc lầm nhầm trong miệng là nó không nhớ đâu. Đọc to lên. Khi mà mình mà nghĩ câu chuyện thì nghĩ trong đầu thôi được, không cần phải nói to. Nhưng mà khi mà mình nghĩ rồi mà mình truy xuất nó ra cái con số, mình phải đọc to con số lên nhá. Là đã là cái phương pháp đọc to ở trong đó rồi. Phương pháp liên tưởng kết nối này, phương pháp kể chuyện này, phương pháp đọc to này. Rồi mình áp dụng cả phương pháp phản ứng nhanh vào để mình nhớ số ngẫu nhiên nữa đấy các anh chị nhá. Phản ứng nhanh, phản ứng nhanh là gì? Là cái phương pháp mà để giúp mình học các con số từ 00 đến 99 thành hình ảnh ấy, mà mình phải đọc nhanh ấy. Thì là cái phản ứng, cái bộ não của mình nó nhanh, thì mình đọc nhanh là bằng cách nào? Là bằng cách là chúng ta phải là rèn luyện sử dụng flashcard. Đó, sử dụng flashcard Mình nhìn vào con số là mình phải đọc được ngay nó là hình ảnh. Đó gọi là phản ứng nhanh nhá. Rồi, phương pháp lặp lại là mình sử dụng phương pháp lặp lại vào để việc nhớ số luôn. Là phương pháp lặp lại là mình đọc đi đọc lại, ôn đi ôn lại. Đó là phương pháp lặp lại luôn nha. 1, 2, 3, 4, 5 này. Rồi còn phương pháp gì nó vào trong đó không nhỉ? Đó thì là khi mình đã nhớ được 50 số ngẫu nhiên và 100 số ngẫu nhiên, tóm lại là nhớ số ngẫu nhiên, là các anh chị đã nhớ được 5 cái phương pháp siêu trí nhớ, mà đây là các phương pháp cơ bản nhất, phương pháp quan trọng nhất trong việc ghi nhớ của các siêu trí nhớ, siêu trí tuệ. Người ta nhớ được các cái dễ dàng mọi thứ là người ta chỉ sử dụng phương pháp, những phương pháp này thôi. Và cái phương pháp, xin lỗi nha các anh chị nha, còn một cái phương pháp nữa mà mình tự nhiên mình bỏ nó đi, đó là phương pháp hành trình. Còn một phương pháp nữa để nhớ được là phương pháp hành trình. Tự nhiên nói đến siêu trí nhớ, siêu trí tuệ mình nhớ ra đấy. Là các siêu trí nhớ, siêu trí tuệ người ta nhớ rất là nhanh các cái nội dung dữ liệu, rồi là nhớ được theo cái sự sắp xếp ấy, phương pháp gom nhóm luôn. Là phương pháp hành trình chính là cái sự sắp xếp của bộ não đấy, bí mật của bộ não đấy. Bộ não ta thích sắp xếp, cho nên sử dụng phương pháp hành trình sẽ giúp cho chúng ta không bị quên đi dữ liệu, nhớ theo trình tự. Đó 1, 2, 3, 4, 5, 6 phương pháp trong kỹ thuật siêu trí nhớ rồi. Thì khi các anh chị đã luyện được như vậy rồi, các anh chị đã hiểu được là phương pháp siêu trí nhớ nó là như thế nào rồi đó. Các anh chị ngấm rồi đó, các anh chị đã biết được rồi đó, vỡ nhẽ luôn rồi ha. Đó, còn lại thì chúng ta còn cái phương pháp gom nhóm, phương pháp gom nhóm, rồi phương pháp second note, rồi phương pháp mai mép nữa thôi. Đó thì vậy thì cái để mà các anh chị có thể hướng dẫn người ta được nha, thì là các anh chị sẽ phải học phương pháp mà nhớ 50 đến 100 số nhá. Tiếp cho cái số liệu ít thôi để các anh chị có thể là đạt cái mục tiêu sớm. Và thật sự là nếu các anh chị đã nhớ được 50 số đến 100 số thì các anh chị đã là có thể đã chia sẻ cho người khác rồi đó, là hướng dẫn người khác rồi đó. Rồi sau đó thì các anh chị hãy phần thứ 3 là các anh chị vẽ, học mai mép nhá, học mai mép thì trong quá trình học mai mép thì các anh chị lại phải là học vẽ second note ha. Second note là cái phương pháp second note trong 11 kỹ thuật đấy, thì là vẽ cái cuốn second note này. Bởi vì là cái vẽ cái cuốn second note này ấy, là khi các anh chị mà sử dụng cái cuốn này, vẽ cuốn này nhá, thì nó làm cho bộ não chúng ta nó được kích hoạt nhá, và chúng ta sẽ có một cái kho tàng, nó một cái thư viện hình ảnh. Đấy, thư viện hình ảnh. Và khi chúng ta mà vẽ mind map ấy, thì mind map nó phải kết hợp cả chữ và hình ảnh. Nó là một phương pháp học tập song não, cả não phải và não trái nhá. Thì chúng ta lại phải có cái second note này nha. Thì thế thôi. Các anh chị chỉ cần học như thế thôi là các anh chị có thể hướng dẫn được các con rồi, các bạn học sinh rồi. Đó là chúng ta có thể hướng dẫn cho các con về khi mà các anh chị học như thế rồi, xong hoàn thành cái 50 số rồi thì các anh chị sẽ ứng dụng vào để mà lại sang tới cái vấn đề nhé, là làm sao để hướng dẫn cho các con ứng dụng và học tập. Đó. Thế thì các anh chị đã nhớ được 50 số ngẫu nhiên rồi, thì mình sẽ ứng dụng cái việc đó vào học tập của các con. Thì mình lại phải tiếp tục rèn luyện nè. Tuy nhiên thì cái phần này ấy, thì các anh chị sẽ từ từ mà rèn luyện. Tại vì là Tuyết chia sẻ luôn là khi mà Tuyết đứng lớp để dạy cho các con ấy, thì cũng nói với các anh chị là Tuyết thì Tuyết đã tìm hiểu khóa học lâu rồi. Và khi mà Tuyết lên lớp Tuyết dạy thì nói với các anh chị đừng có cười, chứ lúc đấy thì Tuyết cũng chỉ là mới có nhớ được số là từ hôm đấy thì Tuyết lên lớp thì Tuyết đã nhớ được hơn 200 số rồi. Là Tuyết đã nhớ được 200 số thì Tuyết đã hiểu được phương pháp rồi. Nhưng mà lên lớp để dạy học sinh nhá, thì thật sự là mỗi một buổi lên lớp là Tuyết lại phải tìm hiểu cái nội dung ấy, mình ứng dụng nội dung ấy. Chứ còn thực ra không phải là Tuyết đã có cái kiến thức nó đầy rồi để mà mình dạy cho các con đâu. Thực sự là cái lần mà khi mà Tuyết tham gia vào cái lớp đào tạo của đại lý thầy Đinh Đức Thuận ấy, Là lúc đấy là thầy Đinh Đức Thuận không có nhân sự. Sau đó thì mới kêu Tuyết vào để mà Tuyết là giáo viên, và Tuyết thì cũng rất là ham thích cái phương pháp này và cũng đang tìm hiểu. Thế là thầy mới nói là nói với mình là hợp tác để mà lên lớp cho thầy, bởi vì thầy rất là bận rộn công chuyện, thầy không lên lớp được. Thế là Tuyết cái lần đầu tiên ấy là lúc đấy thì từ chối không được, bởi vì là nếu mà mình từ chối thì là mình ngại khó ngại khổ sao. Nhưng mà nói với các chị nhá, là thật sự trong lòng Tuyết lúc đấy là rất là bối rối luôn á, bởi vì là thực sự lúc đấy là Tuyết chưa có ứng dụng được hết các phương pháp vào để mà ứng dụng vào để học và học tập cho các con lắm đâu. Đó thì là cũng mới có gọi là ứng dụng được một số phương pháp đơn giản thôi, là phương pháp đọc to này, phương pháp lặp lại này, rồi phương pháp mà kể chuyện này. Thật sự là như vậy, những phương pháp đấy là Tuyết có ứng dụng rồi để dạy các con trên lớp rồi. Rồi phương pháp mà phản ứng nhanh đó. Nhưng mà cái việc mà nhớ số ngẫu nhiên, thầy dạy cho các con nhớ số ngẫu nhiên, nhớ sự kiện lịch sử này, hoặc là nhớ từ vựng tiếng Anh là Tuyết chưa áp dụng. Nhưng mà trong quá trình giảng dạy nhá, thì lên ấy, thật sự là nói với các anh chị chứ cái buổi đầu tiên lên Zoom với các con ấy là hồi hộp lắm. Tuyết thật sự hồi hộp, nhưng mà Tuyết lên ấy, Tuyết dạy các con ấy là Tuyết hồi hộp, nhưng mà Tuyết dạy các con ấy là nào chúng ta là khởi động nha, khởi động nào. Các bạn cùng cô nha, hít vào thở ra, hít vào thở ra. Thực ra là dạy các con nhưng mà thực ra là mình đang hít vào thở ra để mình lấy bình tĩnh ấy. Thế còn là thật sự luôn là những cái buổi đầu là Tuyết cũng hồi hộp lắm. Rồi lên rồi nó cũng đứng bao nhiêu năm trên lớp rồi, mà lên trên lớp dạy các con lúc đấy nó vẫn hồi hộp. Bởi vì sao? Bởi vì cái phương pháp này là phương pháp mới, mà mình thì lại chưa tự tin lắm về bản thân. Đó, thành ra là mình hồi hộp thế thôi. Chứ còn nếu mà dạy kiến thức ở trên lớp về kiến thức tiểu học ấy thì Tuyết không có hồi hộp đâu, không ngán đâu. Nhưng mà cái kiến thức này kiến thức mới. Đó thì là trong cái khóa đầu tiên ấy thì là cứ cái tiết nào hôm nay dạy các con cái gì thì Tuyết sẽ phải nghiên cứu. Tuyết phải nghiên cứu cái nội dung đó, rồi là soạn bài, rồi là nghiên cứu xem ngày mai mình sẽ nói như thế nào, dạy các con như thế nào để cho nó vui vẻ, nó cho các con hiểu, mình truyền đạt cho các con hiểu. Đấy thì thực ra thì dạy các con nó cũng dễ lắm, phương pháp này nó cũng dễ lắm. Là mình sẽ giúp cho các con nhớ số đầu tiên đấy, cũng là cái phương pháp là cho các con nhớ số ngẫu nhiên đầu tiên. Thế là cho các con nhớ thì cái việc mà cho các con học nhớ số ngẫu nhiên nên nó cũng hứng thú lắm, nó thích, bởi vì là nó mới mẻ đấy, rồi nó chuyển đổi số thành hình ảnh ấy. Đấy, xong là mình lại sử dụng cái phương pháp mà liên tưởng kết nối kể chuyện để nhớ, chứ không phải là cái kiểu lặp lại là 0 trứng 1 dù 2 vịt 3 tim 4 ghế đâu, không phải đọc đi đọc lại, mà cứ tạo thành câu chuyện. Mình cứ tạo thành là cứ khoảng 5 số 1 tạo thành một câu chuyện, hoặc là 10 số 1 tạo thành câu chuyện. Thế dạy cho các con thì dạy cỡ khoảng là 1-2 tiết đầu nó quen thì các tiết sau là cho các con tự tạo câu chuyện. Đó, là cho các con nhớ chuyển đổi từ 00 đến 99. Còn với các anh chị thì Tuyết chỉ hướng dẫn cái tiết đầu tiên bữa hôm trước thôi, là Tuyết hướng dẫn cho các anh chị ấy. Còn mình người lớn mà, cho nên mình tự học chứ làm gì có thời gian để mà hướng dẫn cho các anh chị chi tiết mỗi một ngày nhớ bao nhiêu số, đúng không? Thì các con thì mình phải là hướng dẫn các con chi tiết. Nhưng mà các anh chị thì Tuyết hướng dẫn như thế thôi là mình hiểu, và mình sẽ phải là chịu khó mình tự học nha. Đó thì như vậy đó, là mình khi mà mình đã học được như thế rồi, thế thì bây giờ ấy là ứng dụng vào để nhớ các cái nội dung học tập các môn học của các con. Thì mình cũng hướng dẫn các con đấy, các cái tiết ấy nó cũng đơn giản thôi, là sau khi các con nhớ được số ngẫu nhiên, không phải ngẫu nhiên nha, nhớ được chuyển đổi từ 00 đến 99 rồi, thì mình cùng với các con trong các buổi học nhé, phản ứng nhanh, chơi trò chơi phản ứng nhanh, rồi cho các con đọc các con số đó mà các con thuộc rồi, sau đó mình hướng dẫn các con nhớ số điện thoại. Đấy, Tuyết đi từng bước một. Nhớ số điện thoại thì nó ít mà, nó có 10 số mà, thì các con sẽ sử dụng phương pháp liên tưởng kết nối để nhớ. Rồi, nhớ số chứng minh thư, nhớ số thẻ bảo hiểm. Thế là các con nhớ, các con học cái đó, các con nhớ hết. Xong ngày hôm sau mình lại hỏi các con, giống như lúc nãy mà Tuyết hỏi các anh chị về cái 10 số ngẫu nhiên hôm trước ấy. Thế là cho các con ôn lại là các con nhớ luôn. Đó. Sau đó thì sẽ hướng dẫn cho các con là nhớ các sự kiện lịch sử. Đó, thì mình cho các con nhớ đơn giản thôi, một tiết học mình lấy 5 cái sự kiện lịch sử có ngày tháng thôi. Sau đó thì mình hướng dẫn cho các con nhớ đó bằng cái phương pháp liên tưởng kết nối kể chuyện nhé. Đấy các anh chị. Và cái phương pháp hành trình Không có hành trình ý, là mình có thể sử dụng ứng dụng cái hành trình đó để mình nhớ các cái nội dung các bài học của các con theo trình tự ấy. Rất là hay. Nhưng mà thực ra ấy, là Tuyết dạy cho các con là về cái gọi là cơ bản thôi, nên mình không có thể thực hành được hết tất cả các cái phương pháp. Thực ra là mình chưa làm được cái canh ấy chị nha. Nếu như con của mình ấy, thì mình từ mình có thời gian nha. Còn vì đây là cái lớp mình ấy, nó thời gian mình cũng không nhiều ấy, thế là chưa có ứng dụng hết cho các con được. Nhưng mà ứng dụng được thì nó thật sự là tuyệt vời. Đó. Để nhớ một cái bài thơ bằng cái phương pháp hành trình ấy thì là trong video thầy Phong có hướng dẫn rồi. Đó. Rồi các anh ấy chị có thể hướng dẫn cho các con là nhớ từ vựng tiếng Anh. Các anh chị có học cái phương pháp nhớ từ vựng tiếng Anh không ạ? Cái phương pháp liên tưởng kết nối ấy. Cái phương pháp đấy là rất là hay luôn, nhớ từ vựng tiếng Anh. Hay lắm. Đó. Mà bạn nào mà bạn ham học rồi là bạn học tiếng Anh, có rất là nhiều học sinh luôn là sau khi mà các bạn ấy học phương pháp này xong ấy là các bạn ấy học tiếng Anh tiến bộ rất là nhiều, bởi vì các bạn ấy áp dụng vào các bạn nhớ từ vựng được. Mà học tiếng Anh mà không nhớ từ vựng thì thôi rồi, phải coi như là giống như kiểu là vịt nghe sấm thôi, chứ còn học tiếng Anh thì phải nhớ từ vựng. Đó, phải nhớ từ vựng phải. Và bây giờ học tiếng Anh thì nó cũng rất là có nhiều cái phương tiện hỗ trợ các anh chị nhé, Google dịch. Đó. Học tiếng Anh thì phải sử dụng phương pháp thứ nhất là Google dịch, thứ hai là nghe và liên tưởng, thứ ba là đọc to, phương pháp đọc to vào để học tiếng Anh. Rồi cái thứ ba nữa là sử dụng cái phương pháp liên tưởng kết nối kể chuyện để mình nghe âm thanh tương tự và chữ viết tương tự để mình tạo câu chuyện để ghi nhớ. Đó. Thì đó là Tuyết hướng dẫn cho các anh chị là mình để có thể đến lớp được thì mình nên học những cái kiến thức như thế, nội dung như thế. Chị Trần Thị Thùy là nói là cô Tuyết nhắc lại 5 phương pháp là 5 phương pháp gì ạ? Chị Thùy ơi, chị giơ tay lên đi. Rồi dạy em sẽ hỗ trợ chị. Chị giơ tay nó lên trên màn hình ấy, em sẽ mở mic cho chị. Các anh ấy chị có thuộc cái 11 kỹ thuật chưa? Thuộc cái 11 kỹ thuật trong cái khóa học siêu trí nhớ học đường chưa? Có khi chưa thuộc cái nhỉ? Đấy. Đây này. Đó, mời các kỹ thuật ghi nhớ của mình đây này. Đây, phương pháp đầu tiên này, kỹ thuật ghi nhớ siêu trí nhớ học đường trong khóa học của mình ấy, phương pháp liên tưởng liên kết này. Rồi, sau đó thì nó ứng dụng phương pháp liên tưởng liên kết thì cái đó thì mình đừng có tính nó là một phương pháp, mà nó vẫn là phương pháp liên tưởng liên kết nhưng mà nó ứng dụng là một phương pháp này. Phương pháp thứ hai là phương pháp điền vào chỗ trống. Phương pháp điền vào chỗ trống là phương pháp giúp cho các con có thể là học thuộc các cái nội dung, các cái bài thơ, các cái buzzword á, các cái buzzword mình sử dụng phương pháp mà điền vào chỗ trống này, rồi là gọi là phương pháp viết tắt đấy nha. Và nhất là đối với các con học sinh tiểu học ấy là các con phải học thuộc các cái bài thơ ấy, thì chúng ta nên cho các con học bằng phương pháp này nha. Phương pháp này thì nó giúp các con học nó sẽ nhanh và nó sử dụng cái tối đa sự sáng tạo của bộ não nha. Đó, rồi phương pháp kể chuyện này, và phương pháp kể chuyện nó luôn luôn đi đôi với lại phương pháp liên tưởng nha các anh chị nhé. Nó phải có sự liên tưởng thì mới kể chuyện được. Đấy. Rồi phương pháp lặp đi lặp lại này. Đấy, phương pháp hành trình, rồi phương pháp đọc to, phương pháp ảo viết. Thì trong tiếng Anh ấy và trong cái tiếng Việt chúng ta dạy cho các con học sinh mầm non tiểu học thì chúng ta sử dụng phương pháp ảo viết nhé. Ảo viết là chúng ta dùng ngón tay, chúng ta sử dụng tay để viết thôi. Không cần viết bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Lúc nào dạy các con đang thì có thể là đang thì rửa chén, rửa bát, hoặc đang làm việc nhà mà dạy các con thì chúng ta cho các con sử dụng cái phương pháp ảo viết để con viết bằng tay là đều được hết nha. Phương pháp phản ứng nhanh, phương pháp gom nhóm, rồi phương pháp ghi chép bằng hình ảnh sẽ cắt nốt, và phương pháp vẽ sơ đồ tư duy các anh chị ha. Thì cái phương pháp mà sẽ cắt nốt ấy thì là đấy là một cái phương pháp sáng tạo, và thực ra thì phương pháp đó nó hơi khó, bởi vì là phương pháp đó chỉ có người sử dụng nó mới có thể đọc được thôi. Còn những người khác nhìn vào cái sơ nốt của mình thì người ta sẽ không đọc được. Vì sơ nốt có nghĩa là chỉ có hình ảnh ha. Còn phương pháp mai mép ấy thì là phương pháp kết hợp cả hình ảnh và từ khóa, cho nên cái người khác cũng có thể nhìn vào cái đó để đọc được cái nội dung. Tuy nhiên thì chỉ đọc được nội dung chính thôi, còn mình là người tạo ra nó thì mình sẽ nói được nó đầy đủ hơn, nó chi tiết hơn theo ý hiểu của mình. Thì đó là cái phương pháp mind map. Đó thì đó là các phương pháp, và cái phần các phương pháp này thì các chị cứ mở cái khóa học siêu trí nhớ học đường ra nhé. Sau đó mình vào cái video kỹ thuật ấy, thì nó có các kỹ thuật đấy. Kỹ thuật đấy đó là các phương pháp nhé. Và mình đang thì rèn luyện các phương pháp đó đấy. Và mình rèn luyện cho các con thì mình cũng dạy cho các con phương pháp đó đấy. Đó là các phương pháp mà các kỷ lục gia siêu trí nhớ, các siêu trí tuệ người ta sử dụng để người ta ghi nhớ nha. Và khi mình sử dụng phương pháp đó thì sẽ giúp cho mình là nhớ nó lâu hơn, nhớ nó nhanh hơn, nhớ nhanh hơn và nhớ lâu hơn. Đó, chắc chắn là nhớ lâu hơn. Còn nhanh hơn thì thực ra bây giờ chúng ta mới học, thành ra là nó hơi chậm, bởi vì là chúng ta cần phải có thời gian mình rèn thành kỹ năng. Còn khi chúng ta đã rèn luyện nó rồi, thành kỹ năng rồi thì nó nhanh. Đó. Tại sao mà các siêu trí nhớ người ta chỉ cần là trong thời gian là 1 giây thôi là người ta đã 1 phút thôi, chưa tới 1 phút là người ta nhớ được 50 số ngẫu nhiên. Tại sao mà trong 1 tiếng đồng hồ mà người ta nhớ được hàng 2.000, 3.000, 5.000 số ngẫu nhiên đấy, 1 tiếng đồng hồ. Đó là có nghĩa người ta đã rèn tới kỹ năng rồi các anh chị nhá, rèn tới kỹ năng này. Đó, như thầy Nguyễn Phùng Phong ấy, các anh chị, cái thầy Nguyễn Phùng Phong là thầy đầu tư vào để mà tập trung vào rèn luyện phương pháp ấy là đúng 6 tháng. Các anh chị có học thầy là thầy chia sẻ rồi nha, đúng 6 tháng không có liên hệ với bất kỳ một ai, không sử dụng điện thoại, không sử dụng internet, chỉ tập trung mỗi vào để mà rèn luyện thôi, 6 tháng. Thế là thầy đã lập kỷ lục siêu trí nhớ thế giới các anh chị nhé. Còn như mình ấy, thì bây giờ các anh chị muốn rèn luyện ấy, thì chúng ta cũng nên bỏ bớt những cái việc nó không liên quan, nên mình tập trung vào để mình rèn luyện. Tới khi mình rèn luyện được rồi ấy, nó khỏe lắm các anh chị. Lúc đấy mình đã có kiến thức rồi thì mình rất là thảnh thơi, thế là mình lại lo làm việc khác. Cho nên là mình phải sắp xếp làm sao cho khoa học. Nếu như mình mục tiêu của mình là mình để giảng dạy cho các con thì mình phải đầu tư vào ngay lúc này, đầu tư thời gian, đặt ra mục tiêu để mình rèn luyện nó. Và các anh chị ấy, nếu mà các anh chị đầu tư thời gian vào thì là chỉ trong khoảng một thời gian thôi. Tuyết thì Tuyết đầu tư thời gian một tháng để Tuyết nhớ số, nhưng mà không tới 1 tháng là Tuyết sớm được nhớ được hơn 200 số ngẫu nhiên. Và tới hiện tại bây giờ thì Tuyết nhớ được 500 số ngẫu nhiên, có nghĩa là trong thời gian khoảng 2 tuần thôi là Tuyết nhớ được hơn 200 số. Và trong cái thời gian đó thì Tuyết lại còn phải lên lớp. Đó, Tuyết quản lý cái đội ngũ đào tạo của đại lý Đinh Đức Thuận nhé. Xong rồi Tuyết lên lớp, thành ra là Tuyết không có thời gian để rèn luyện, bởi vì nếu mà rèn luyện nó ấy, thì là mình phải tập trung lắm, tập trung cao độ ấy. Xong rồi Tuyết phải nghiên cứu bài, thành ra là Tuyết bỏ thời gian. Thì là mới đây thì Tuyết lại rèn luyện tiếp, thì Tuyết rèn luyện lên tới 500 số, nhớ 500 số. Đó, thì đến bây giờ thì là mình đã cảm thấy nhẹ nhàng khỏe rồi. Có nghĩa là mình lên lớp mình không còn lo nữa, là mình cũng đã có cái vốn kiến thức để mình có thể chia sẻ cho các con và giúp cho các con ứng dụng và rèn luyện phương pháp. Còn lại thì mình sẽ tiếp tục phải học nữa, phải học những kiến thức khác nữa để mình có trau dồi cái kiến thức cho mình. Còn cái việc mà Tuyết chia sẻ cho các anh chị là chia sẻ cái kinh nghiệm của mình thôi. Còn là Tuyết rất là, thực sự là Tuyết nếu như mà để mà so sánh với lại những cái các cái chị như là chị Thủy hay những chị khác, là những chị đấy giỏi lắm. Các cái chị ấy có cái sự kết nối rồi, giỏi lắm, là các chị ấy đào tạo ấy. Còn Tuyết thì phần lớn là hướng dẫn học sinh. Đó, và tự học, thật sự là tự học. Chứ Tuyết cũng chẳng, Tuyết cũng chỉ học thầy Thuận vài buổi thôi, sau đó thì tự học. Thầy Thuận rất là bận rộn công chuyện luôn, tất cả mọi cái hoạt động trong cái đào tạo đại lý của thầy Thuận là Tuyết đều là sắp xếp hết, và cùng với lại cái đội ngũ của tem ấy, là 5 người, 7 người. Đó là thực là làm cái đào tạo thôi. Còn thầy Thuận thấy bận rộn lắm, thầy không có thời gian để chia sẻ trao đổi luôn, không xin được ý kiến của thầy luôn, thật sự luôn ấy. Là nhiều khi mình muốn có ý kiến này ý kiến kia mà cũng không xin được luôn, bởi vì thầy quá bận rộn, thầy cứ đào tạo mọi người rồi là cái công việc của thầy ấy. Đó thì Tuyết muốn chia sẻ với mọi người để cái cách để mình có thể có được cái kiến thức để mình lên lớp, mình mở lớp hoặc mình dạy con mình, nghĩ là mình phải như thế. Mình ít nhất là mình phải trau dồi kiến thức cho mình cái đã. Đó. Các anh chị ơi, các anh chị mình có ý kiến gì không ạ? Mình có ý kiến gì không? Mình có chưa hiểu cái gì không ạ? Hoặc là có cái phần gì mà mình cần hỗ trợ thì các anh chị hãy giơ tay lên nha. Mình chia sẻ nha, mình cứ mạnh dạn lên các anh chị nhá. Tại vì ở đây là mình một cái lớp, một cái group mình là trao đổi nha. Mình chia sẻ và trao đổi. Nha, thì nó không có cái gì căng thẳng cả. Tuyết thì là một cái người rất là bình thường thôi, và cái việc mà Tuyết là chỉ có hơn một số người là Tuyết đã rèn luyện trước thôi, và Tuyết biết hơn một xíu rồi Tuyết chia sẻ với mọi người thôi. Còn là tất cả mọi người nếu như mà rèn luyện thì mọi người đều làm được như vậy hết. À, mọi người đều làm được. Chẳng qua là mình chưa rèn luyện, mình nên là mình chưa có được cái sự tự tin đấy về cái phương pháp thôi nha. Rồi, em mời chị Quyên nha. Các chị ơi, các chị chỗ nào chưa hiểu hay là mình cần hỗ trợ gì, các anh chị cứ mạnh dạn lên nhé. Mình chia sẻ với nhau ấy, thì là nó sẽ giúp mình, nó mở, nó vỡ nhẽ ra nhiều hơn. Dạ, mời chị Quyên. Dạ vâng, em chào cô Tuyết cùng tất cả các anh chị ở trong Zoom ngày hôm nay ạ. Vâng, em tên là Quyên và em đến từ Hà Nội ạ. Và em cũng xin hỏi cô là em cũng mở lớp rồi đấy cô. Thì trong quá trình em mở lớp đấy thì các bạn học thì cũng có hôm thì bạn có mới vào ấy, là mỗi hôm thì lại có một bạn mới vào. Thế nên ra là cái quá trình mà dạy thì lại cứ phải nói lại, mà ví dụ mà không nói lại thì sợ kiểu các bạn ấy chán, các bạn không hiểu bài đấy. Mà xong rồi lại có các bạn đấy thì nó lại không cùng cấp ấy. Thế là đâm ra là em cũng đang gặp cái khó khăn trong vấn đề đấy, thì không biết là bây giờ là xử lý như thế nào. Và bên cạnh đó thì cũng có một số phụ huynh thì em gọi điện đấy, thì kiểu như là cũng muốn cho con học. Thế nhưng mà buổi học buổi không, thế xong rồi lại bảo là con nhiều bài tập quá rồi con. Thế con nói chung là lúc thích học lúc không thì em cũng nói mà cái nội quy là đã học thì phải học. Cô đã mở lớp ra là học là các con là phải có tiến bộ và phải cam kết là các con học là phải theo thì con mới hiểu bài và con mới có sự bứt phá trong học tập. Từ cô thì thực ra cô cũng không có thời gian mà ngồi với các con mà mở ra mà các con không tiến bộ thì cái điều đó không giải quyết cái gì cả. Thì phụ huynh cũng bảo vâng, nhưng mà cứ hôm học hôm không thì bây giờ em cũng chưa biết là xử lý như thế nào, thì cô có thể là ấy giúp em được không ạ? Vâng, em cảm ơn cô. Cái lớp học của mình bây giờ là hiện tại các bạn ấy có bao nhiêu bạn học nhỉ Quyên? Thực ra thì cũng không nhiều, chỉ được có 20 bạn, có hôm thì 20, có hôm thì nói chung nó chỉ tầm đấy thôi cô ạ. Thế nhưng mà nó không đầy đủ ấy. Cô hôm thì cũng có một số bạn thường xuyên, thì em quan sát là cũng có một số bạn thường xuyên thì là đó, thì là thế. Nhưng mà khi mà có một số bạn mới vào thì nó lại có cái sự khác cấp. Thế đâm ra là em đang gặp khó khăn ở chỗ đó mà em chưa biết giải quyết như thế nào cô ạ. Rồi. Cái chỗ mà bạn mới vào ấy thì là các anh ấy chỉ cần lưu ý nha, là mình khóa lại. Có nghĩa là 20 bạn này thì mình sẽ dạy hết 20 bạn này đã. Thì sau đó thì mình mới lại tiếp tục mở lớp cho những bạn kia, chứ mình cũng không gấp. Tại vì mình đưa vào ấy nó làm cho mình rất là rối luôn, và nó không thể, mà mình không thể là vừa dạy bạn này là cái kiến thức này mà lại còn phải dạy bạn kia thì nó không có chất lượng. Cái bạn vào sau nó sẽ không có chất lượng đâu, và nó sẽ chán nhá. Cho nên là mình cứ mạnh dạn là mình cứ khóa lại, và mình không cho thêm học sinh vào nữa, mình hãy cho vào group chờ đợi. Mình sẽ tạo một cái group riêng chờ đợi nha. Có nghĩa là sau khoảng 1 tháng ấy, mình đã giải quyết được các bạn này rồi thì mình hãy tiếp tục mình mở, có nghĩa mình mở đồng hành. Có nghĩa là mình giải quyết xử lý cho nó tươm tất về cái khóa học này rồi thì mình lại tiếp tục mình dành ra một buổi chẳng hạn để dạy, để dồn các bạn vào khoảng thêm 10 bạn hoặc là bao nhiêu bạn đó thì mình sẽ dạy riêng. Mình không cho vào như thế được, lộn xộn vào là dạy không có hiệu quả. Cái thứ nhất nha. Nhưng mà cái số lượng nó cũng không nhiều ý cô, những cái bạn đấy chỉ có 1-2 bạn thôi cô ạ. Đấy. Chính vì là 1-2 bạn cho nên là mình cũng hãy để cho các con chờ đợi ấy. Có nghĩa là các bạn ấy đã có khóa học chưa? Đã có tài khoản chưa? Hay là các bạn ấy chỉ là học miễn phí cùng mình thôi? Có một số bạn chưa có cô ạ, một số bạn thì có rồi, một số bạn chưa có. Đó. Thì những bạn chưa có thì thật ra thì nó là một cái cơ hội cho mình lan tỏa đấy. Nhưng mà vào ấy thì là nó vào nó lại không theo được thì tự nhiên nó lại chán đấy, có khi mình lại mất khách luôn ấy. Cho nên thà rằng là mình không mình hãy để các con là bây giờ cái khóa này đang học giỏi rồi cho nên là các con chờ đi nhá. Tại vì đây là cái phương pháp là kỹ năng cho nên mình không phải là học ngay lập tức được, mà các con có thể là học bất kỳ lúc nào. Bởi vì chúng ta học là ngay cả già là vẫn học cơ mà, chứ đâu phải là cho nên mình không thể mà đưa các bạn vào mà như thế được, nó không tốt đâu nha. Thì một hai bạn nữa thì mình hãy lấy số điện thoại của các con, sau đó thì để cho các con, thực ra bây giờ đầu năm nhá, chia sẻ với các anh chị là đầu năm ấy các con học nhiều lắm mà đấy cho nên là tại sao mà các con không vào học được là vì là các con đang học chạy Covid đấy, có khi là phải dồn chương trình cho nên là rất là mất thời gian. Tuy nhiên thì bây giờ nhá, mình chỉ có khoảng 10 bạn cũng quý nhá, 20 bạn cũng quý, cho nên mình chỉ cần đầu tư vào các bạn đó thôi nhá. Và mình chỉ cần dạy rồi các bạn, mình sẽ lấy được làm sao ấy chỉ khoảng 5 bạn thôi là mình ra được sản phẩm thôi là đã tuyệt vời rồi nha mọi người nhá, chứ đừng có ham nhiều. Thêm nữa là 20 bạn đó trong mỗi lớp học của mình hãy tương tác với các con, tất cả các con đều được tương tác thì các con mới thích. Còn lại mà mình động viên các con nha, tại vì là mình động viên các con để cho các con tương tác, chứ còn là những bạn tương tác rồi những bạn kia không tương tác ấy thì là nó học một thời gian rồi nó cũng cảm thấy nó lẻ loi ấy, nó cũng chán. Cho nên là mình phải động viên các con nhé. Những cái câu hỏi nào dễ, thật dễ thì mình cứ gọi đại các con, nó không giơ tay đi, hoặc là nó không ấy, để cho các con trả lời đơn giản thôi, hoặc là đầu giờ cho các con giao lưu chia sẻ thôi, giới thiệu về mình thôi cũng được nữa, rồi chơi những cái trò đó cho nó thích. Chứ còn mà mình không quan tâm nó, mình cứ chỉ quan tâm với mấy bạn nổi thôi ấy, thì là các bạn kia nó cũng chán đấy. Vâng. Mấy cả cô cho em hỏi một câu hỏi nữa là có những bạn thì học cũng tương đối là đầy đủ, thế nhưng mà một vài buổi bạn ấy lại bẵng đi, thì em có gọi điện thì bố mẹ lại bảo là bạn ấy nhiều bài tập mấy cả ấy, thì bây giờ là mình tư vấn kiểu gì hả cô? Bạn ấy học nhiều quá rồi nói đến học bạn ấy sợ, thế thì em cũng nói là em cũng nói là thì cái này nó cũng là một cái phương pháp mà con đã theo rồi thì là mẹ cũng tránh dùng từ học đi, bởi vì nghe từ học từ khi là con sợ thì mẹ bảo con là con tham khảo, con dự cái khóa học của cô để con học nhanh hơn, để giúp cho cái việc học của con nó nhẹ nhàng hơn, chứ không thì nhưng mà nghe chừng là cũng chưa thuyết phục lắm cô ạ. Đó. Đó cho nên là có nghĩa là một số người thì người ta cũng chưa biết là phương pháp học nó ra làm sao ấy, tức là người ta lại lo đến cái chuyện học ở trên lớp để lấy điểm hơn đó. Nhưng mà mình hãy nói với người ta là đây là học, nói chung là nó học nhẹ nhàng lắm, và để rèn cho các con cái phương pháp, ấy giúp cho các con ấy có thể là học tập nhẹ nhàng đó. Và trong cái buổi học của mình ý các anh chị nhá, thì mình cũng làm sao để giúp cho các con ấy, mình dạy cho các con về cái vấn đề đạo đức này, rồi về những cái vấn đề hiếu thảo này, rồi cái sự ham học này, rồi yêu thương này đó, thì để cho mới lại thêm với mình tổ chức những cái hoạt động vui vẻ đó, thì thư giãn ấy cho các bạn ấy nó đỡ căng thẳng, thì là nó sẽ thích lên lớp gặp học với cô nó vui ấy, nó sẽ thích hơn đó, thì nó như vậy đấy. Và mình học mình không áp lực, thật ra nếu mà mình học mà mình ra bài tập quá thì nó cũng áp lực đấy nha. Bây giờ thành ra là bây giờ thực sự là khó, ví dụ như hè là mình ra bài tập, thực ra bây giờ Tuyết cũng chia sẻ luôn là đang trong cái lớp đào tạo của mình cũng vậy đấy, là bây giờ các con học trên trường không có thời gian mà mình ra bài tập cho các con không làm được, và các con chỉ lên lớp để học với mình thôi và hiểu mình thôi, hiểu ngay trên lớp thôi, nó không có quay video để nộp bài tập được ấy đó. Đấy đúng rồi đấy, còn cái vấn đề bài tập nữa cô ạ, các bạn ấy nộp không đầy đủ cô ạ, thế thì mình có nên nhắc không? Tại vì cô có giao bài tập là con quay video và con gửi lên Facebook đấy, thế nhưng mà không được nhiều cô ạ, thế không được nhiều mà có đúng không? Cũng có nhưng chỉ 1-2 bạn thôi cô ạ, không được nhiều. Thế đó, cơ bản là biết làm sao không? Vấn đề ở chỗ là mình hãy ra đề cho các con nó nhẹ thôi nha. Ra đề thật nhẹ, có nghĩa là cái buổi học hôm đó là mình học cái gì và mình ra đề nhẹ thôi, đừng ra đề nặng quá, thế là nó phải mất nhiều thời gian để nó đầu tư vào đề và nó quay, thì là nó sẽ mất thời gian bởi vì nó đang học thật sự luôn là hiểu. Nhiều phụ huynh bây giờ đang có con đi học ấy, nhất là học sinh từ cấp 2, cấp 3 nó học nhiều lắm, cho nên là nó phải đầu tư vào học, và bây giờ nó lại còn phải đầu tư vào để mà rèn kỹ năng xong rồi quay video ấy, thì là nó mất thời gian, nên các bạn ấy nhiều khi các bạn ấy không làm đó. Đấy. Thì cái đề nó nhẹ thôi này, rồi sau đó thì cũng động viên các bạn ấy là quay video xong đưa lên ngay cái trang Facebook cá nhân hoặc Zalo cá nhân của các bạn ấy thôi, rồi là tag tên cô vào là được rồi ha. Thì cái đó nó làm là mình đang giúp các bạn ấy, tự đang lan tỏa đấy, các bạn lan tỏa giúp mình đấy. Vâng, em cũng hiểu điều đó cô ạ. Vâng. Vâng, thế em cảm ơn cô ạ. Vâng. Vâng ạ. Vâng. Thì cái phần mà học sinh bây giờ mà các bạn không có giải quyết được, là không có nộp bài được với phụ huynh các anh chị ha, thì thật sự là nó là tình trạng chung đấy. Tình trạng chung. Bởi vì là các con đi học trên trường bây giờ nó kiến thức nhiều quá, mà các thầy cô hay một ngày 4-5 tiết, và các thầy cô ra bài tập quá trời luôn. Đối với học sinh tiểu học thì là đỡ hơn nha. Học sinh tiểu học mình nên động viên các con, và các bạn ấy học tích cực lắm, có ba mẹ nữa nên đỡ lắm. Vâng, học sinh tiểu học thì tích cực hơn học sinh cấp 2 của ạ. Đúng. Bởi vì học sinh cấp 2 ít lắm, chỉ có đa số là tiểu học. Đấy, cho nên học sinh cấp 2 ấy thì là mình đối với các con ấy thì là hướng dẫn cho các con ấy, là để giúp cho các con ấy là ứng dụng cái học tiếng Anh nè, rồi ứng dụng cái phương pháp hành trình để thuộc, hoặc có cái phương pháp điền vào chỗ trống á, để các con nhớ được cái bài thơ này, phương pháp hành trình để các con ghi nhớ được các cái nội dung của các bài học ấy. Đó thì các con ứng dụng luôn, thì là với lại phương pháp mind map ấy đó, các con ứng dụng luôn ấy. Cô cho em hỏi một câu nữa là ví dụ như dạy nhớ số rồi thì mình có thể dạy mind map lộn lên trên được không cô? Dạy mind map trước các cái kỹ thuật ghi nhớ đấy, có được không ạ? Được. Vâng, thế em đang định nghĩ như thế. Nó không có liên quan, cho nên là mình có thể đưa lên trên. Mình dạy mind map trước nhá. Mình dạy mind map trước, xong đó mình hãy dạy nhớ số, đều được hết. Vâng. Em đang định như thế đấy cô ạ. Vâng. Thực ra thì là cái slide ấy thì là của Tuyết ấy, là Tuyết làm như thế thôi, nhưng mà nói với lại các anh chị như thế này là sau khi mình cho học sinh nó khám phá bộ não, sau khi cho học sinh nó học về quy trình học thông minh, rồi là cái tại sao tại sao làm sao để học nhanh nhớ lâu ấy, thế xong đó thì mình sẽ dạy cho các con có thể là nhớ số, xong rồi nhớ các cái sự kiện lịch sử ứng dụng, hoặc chúng ta có thể dạy mind map trước, bởi vì cái phương pháp mind map nó là một cái phương pháp ghi chép thông minh thuộc bài tại lớp, ứng dụng vào việc mà các con ghi chép ở trên lớp nó rất là nhiều, cho nên mình dạy ngay cái đó luôn để cho con ứng dụng luôn vào học tập trước luôn cũng được, nó không liên quan đến những cái phương pháp kia mấy đâu. Nó là một cái phương pháp học tập bằng hai bán cầu não, toàn não, sử dụng cả màu sắc, cả hình ảnh, cả chữ viết. Đó, thì là mình dạy nó trước cũng được các anh chị nhé. Đó, mình dạy trước. Rồi sau đó mình hãy dạy xong phần nhớ số thì cũng được luôn. Đó, thì tùy mình sắp xếp nha các anh chị nhé. Mình sắp xếp cho nó phù hợp với lại bản thân mình, kiến thức của mình, với lại làm sao để cho các con nó hứng thú, nó phù hợp ha. Rồi, cảm ơn chị Quyên ha. Rồi, có anh chị nào chúng ta có cái ý kiến gì nữa không ạ? Trong cái quá trình học tập của mình có khó khăn gì không anh chị? Các anh chị có thấy khó khăn gì không ạ? Chị Nguyễn Thị Tân nói là mình tách lớp ấy thì đúng rồi đấy. Nếu mà tách lớp mà cơ bản chị Quyên là đang là vấn đề là chị Quyên đang không có thời gian, nên chị Quyên không tách lớp. Chỉ còn là tách lớp được thì tuyệt rồi. Mình có thể là tuyển thêm một số bạn nữa, xong mình tách thêm một lớp nữa. Đó. Các anh chị thấy có khó khăn không ạ? Trong quá trình mình rèn luyện học tập mình có thấy khó khăn không? Có ai thấy là đang khó khăn không mà mình rèn luyện rất là khó khăn không thể? Chị Trâm ơi, bé Trâm nè xuất hiện này, mời bé Trâm lên chia sẻ coi, chị bé Trâm này hay lắm. Trâm ơi, Trâm đâu rồi? Nhìn thấy Bùi Trâm rồi nha. Alo Bùi Trâm ơi, mở mic nào, giao lưu nào. Bùi Trâm vào trong Zoom và trong lớp học mà trốn đi đâu rồi? Không mở cam. Rồi, Bùi Trâm ơi. Rồi, cô Bùi Trâm này cô đã mở lớp và cô ấy có một cái khả năng là cô ấy mở lớp và cô ấy chia sẻ cho rất là nhiều phụ huynh, các bạn học sinh rất là hay luôn. Tính ra là cô Bùi Trâm rất là giỏi luôn đấy. Mà rồi cô Bùi Trâm mở cửa mở video lên để giao lưu cùng với lại các anh các chị trong trong lớp. Các chị phòng du ạ. Chào các chị. Rồi, chị Cao, Trâm. Giới thiệu về mình đi Trâm ơi. Em là Bùi Trâm. Ba từ để nói về em: học tập, yêu thương và lan tỏa. Rất vui được gặp anh chị trong lớp học của thầy Đinh Đức Thuận và cô Đinh Thị Tuyết. Thì em biết đến siêu trí nhớ học đường thì được chưa được 3 tháng và em chính thức tham gia vào cộng đồng siêu trí nhớ học đường là từ tháng 9 đến nay là tháng 10. Thì em thấy rằng là cái việc mà em áp dụng tất cả những điều tuyệt vời của siêu trí nhớ học đường ấy vào trong quá trình dạy học này, trong quá trình mà mình chủ nhiệm lớp, em thấy nó tuyệt vời quá. Mới được 1 tháng thôi nhưng em thấy nó vô cùng tuyệt vời. Nên em cũng mạnh dạn em đi chia sẻ với các thầy cô, các trường. Thế thì là khi mình đi chia sẻ thì, và đây thực sự là em thấy rằng là siêu trí nhớ học đường thực sự là một cái kho học liệu nó cực kỳ quý giá. Nên là các thầy cô, những ai đang là giáo viên ấy, các thầy cô cứ chia sẻ mạnh dạn ở góc độ là đây là kho học liệu. Cái kho học liệu này em thấy là khi mà áp dụng vào cái lớp học đảo ngược nhá, nó là một điều tuyệt vời. Các thầy giáo viên bây giờ, nhiều thầy cô rất là ngại phải tạo ra những video bài giảng. Giảng làm sao nó ngắn gọn nhất này, giảng làm sao mà nó xúc tích nhất, mà học sinh dễ hiểu, mà lại không được dài dòng. Thì tất cả những điều đấy nó có hết trong siêu trí nhớ học đường. Thế là em tận dụng luôn cái điều đấy, em đi chia sẻ các trường. Thế là các thầy cô ở các trường họ bảo là cái kho học liệu này hay đấy. Nhưng nói thật là em chưa dám, em có một cái điểm đấy là cái điểm mà em cảm thấy rằng mình cũng chưa thật sự là, hay là mình vẫn bị một cái nỗi sợ của người giáo viên ấy, là sợ bị đi bán hàng ấy. Thế nên là mới đang chia sẻ với các thầy cô cái việc là khai thác cái phương pháp dạy học và cái công cụ. Thế thì em tin là như này này. Hiện tại bây giờ là em đang có 3 lớp. Thì 3 lớp của các thầy cô ấy, để khi em chia sẻ về cái công cụ dạy học này ấy, thì các thầy cô rất là hào hứng. Thì em muốn là em sẽ chia sẻ thêm một vài cái công cụ nữa. Sau đó thì lúc bây giờ là em sẽ gọi là em sẽ kết hợp với chắc là một đơn vị nào đó ở Yên Bái. Em đã tìm ra một đơn vị ở Yên Bái, họ cũng kinh doanh về siêu trí nhớ học đường ấy. Thì họ sẽ đến, họ liên hệ với các trường đấy. Em chỉ biết là em chia sẻ như vậy các thầy cô thôi. Không biết là nếu các thầy cô mà có gặp khó khăn thì, hay là cái lúc mà mình đi chia sẻ hay là mình ứng dụng ấy. Cái việc mà em ứng dụng, em dạy cho học trò em nhé. Ví dụ như em là giáo viên dạy văn các chị ạ. Thì em chia sẻ cho các bạn ấy về cái cách học thuộc lòng trong môn văn đấy. Hay là cái cách mà các bạn ấy viết văn biểu cảm này, viết văn miêu tả, hay là viết văn nghị luận cũng thế thôi. Thì chính là cái thế mạnh của não bộ mình ấy, là bộ não của chúng ta rất giỏi tưởng tượng này, bộ não rất giỏi liên kết này. Thế là em khi mà em đang dạy chúng nó về viết văn thì em lại nhớ ra cái thế mạnh của não bộ như thế. Thì là em lại lồng ghép, em lại giảng về não bộ cho các bạn nữa. Thế là tự nhiên là em cảm thấy là trong cái giờ dạy của em ấy, thì em vừa mới dạy thức trên lớp, em lại vừa giảng về não bộ. Thế là em cảm thấy học sinh của em nó rất là hào hứng. Và giờ học của em bây giờ, vở ghi của các bạn học sinh ấy là 100% các bạn ghi bằng cây bài học hoặc là sơ đồ tư duy. Cái cây bài học trong cái mật mã tài năng của thầy Phong ấy, đấy chính là cái combo 11 khóa học ấy. Là thầy Phong thấy chia sẻ ở cái bước số 6 là học sinh sẽ vẽ cái cây phát thảo cái cây bài học theo 5 nhánh. Là trả lời với 5 câu hỏi ấy. Là câu hỏi thứ nhất là ai, câu hỏi thứ hai là ở đâu, câu hỏi thứ ba là khi nào, câu hỏi thứ tư là tại sao, và câu hỏi thứ 5 là như thế nào. Đấy thì 5 câu hỏi đấy của thầy Phong nó cũng rất là phù hợp với cái phương pháp dạy học mới, cái phương pháp dạy học tích cực bây giờ ấy, là phương pháp 5W1H đấy các cô ạ. Cho nên là khi mà mình đi chia sẻ mà mình cứ gắn toàn bộ tất cả những cái điều mà của chương trình giáo dục phổ thông mới với cái nguồn kho tài liệu mình, thì em tin chắc chắn là cái con đường mà mình áp dụng, trước tiên là mình áp dụng đi, mình áp dụng mình cảm thấy bây giờ em cảm thấy là mà thiếu siêu trí nhớ học đường ấy, thì em cảm thấy cái giờ học của em nó bị mất đi linh hồn. Đấy, bây giờ em đang em đang cảm thấy rằng trong con người em nó đang rất là nhiều cái tình yêu với siêu nhớ học đường, với cái kho học liệu rất là tuyệt vời này. Đấy thì là bước đầu thì em đang đặt mục tiêu của em là từ giờ đến hết năm 2021 là em sẽ phải đi chia sẻ được với khoảng độ 5 trường, ít nhất là 5 trường và khoảng 3 doanh nghiệp. Thì khi mình đi chia sẻ như thế thì nếu như mà mình không gọi là không bán hàng hay thế hơi phí, thì em tạo ra được một cái kho tệp khách hàng thì năng rồi mà không mình không chốt thì hơi phí. Thế nên là may quá em cô Tuyết đang lên nhóm đào tạo thì có các thầy và ở Yên Bái có người kinh doanh về siêu nhớ học đường ấy, thế là em kết hợp với người ta để người ta đi chốt sale, thì hy vọng là nó sẽ đi đúng đường. Mà càng theo học cái lớp học của cô Tuyết hay của thầy Đinh Đức Thuận ấy, thì em thấy rằng là cái con đường của thầy Thuận ấy, là con đường nó rất là rõ ràng ấy. Nên mình cứ chỉ việc đi theo thôi thì là em tin là nó sẽ thành công. Còn tất nhiên là thành công đến nhanh hay chậm thì nó như thầy Phong với cả thầy Thuận hay là thầy Trông ấy, thì là nó là do cái quá trình mình trải nghiệm trước đấy. Nếu mà trước đấy mình trải nghiệm nhiều thì cái con đường thành công của mình nó nhanh, và trước đấy mình đang trải nghiệm ít thì con đường thành công của mình nó sẽ chậm hơn người khác một chút. Nhưng mà cứ em thấy bây giờ là em đã thấy là cứ đi theo thầy Thuận đi, mình là sản phẩm của sản phẩm. Khi mình là sản phẩm của sản phẩm rồi thì mình mới đi lan tỏa được. Đấy, em chỉ nên tâm niệm đúng cái câu đấy của thầy Thuận, cái câu đấy thực sự rất hay các cô ạ. Thế khi mà đến giờ phút này thì em càng thấy cái câu đấy của thầy Thuận nó quá đúng luôn ấy. Vâng, đấy thì là em đang thấy nó rất là nhiều cái năng lượng để mình đi chia sẻ đấy, bởi vì mình đang là sản phẩm đấy. Còn việc bán hàng em nghĩ là sớm hay muộn thì em cũng sẽ có nhiều khách hàng mà sử dụng cái sản phẩm siêu nhớ của em sớm hay muộn. Vâng. Tại vì là Tuyết cũng theo dõi Trâm mà chị cũng theo dõi nên là thấy là Trâm nói là rất là hay. Trâm có cái khả năng mà kết nối, khả năng lan tỏa, rồi khả năng mà mặc dù là chưa bán hàng nhưng mà kết nối được với lại giáo viên, kết nối phụ huynh, kết nối được với lại những người đó thì đó là một cái điều tuyệt vời. Và đó nó là cái bước đầu đó, cái bước đầu Trâm tới thành công đó. Và phải nói là Trâm rất là nhanh chứ. Tham gia rất là ngắn mà có thể tiếp thu được kiến thức, sau đó thì ứng dụng và để giảng dạy được thì rất là tuyệt vời luôn, rất là nhanh luôn. Thì là có nghĩa là do là mình cảm thấy nó rất là thích cái phương pháp, và mình thấy cái phương pháp nó thật sự là nó tốt mà nó hữu ích, cho nên là mình đầu tư vào, mình đầu tư vào cho nên là mình sẽ nhanh lắm, mình hiểu nó và mình có thể sẵn sàng chia sẻ. Thì với lại các anh chị chúng ta đang ngồi đây cũng vậy ha, thì chúng ta phải em chia sẻ một chút nữa, tức là khi em dạy dạy học trò cái cách ghi nhớ hành trình ấy, thì lúc đầu em dạy ấy, em hoàn toàn dạy theo cái việc mà mình đã áp dụng ấy, thì em thấy rằng là học sinh nó rất là nó chưa hứng thú lắm đâu. Nhưng em dạy theo cái cách cô Tuyết cô chia sẻ và thầy Thuận chia sẻ trên cái group của mình ấy, là mình khi mình dạy học sinh cái cách kể chuyện đấy các cô ạ, thì mình làm sao để nó phát huy được hết tất cả các giác quan, từ nhìn này, từ cảm nhận này, từ ngửi thấy, tất cả các giác quan thì học sinh nó sẽ nhớ nhanh hơn. Thế là em cũng dạy học sinh đúng như thế, tức là hôm nay tối nay thầy Thuận với cô Tuyết là dạy chia sẻ như nào thì em sẽ mà em lên lớp em sẽ chia sẻ học trò như thế. Thế em bảo là có cái phương pháp này, cách này hay, ai làm được thì cuối giờ sẽ quay video, cứ hết buổi quay video. Thế hỏi là thế ai sẵn sàng quay video rồi, thế là chúng nó thích lắm. Thế thì chúng nó bảo này cô ơi, cô quay video này thì cô đưa lên đâu? Cô đưa lên cộng đồng siêu nhớ toàn quốc. Nhưng mà làm thế nào em biết được, hay cô lập YouTube đi. Thế là chính học trò nó mới đề xuất đấy, lập YouTube thì mục đích là để mỗi lần em về nhà em sẽ mở cho bố mẹ em xem, và em sẽ khoe với mọi người là em đã được cô giáo đưa lên YouTube. Thế là cô trò em mới lập YouTube được 2 tuần nay thôi. Nhưng mà học sinh em nó thích lắm. Thế xong rồi hôm vừa rồi em cho nó đăng ký thi VMyMap ấy ạ. Tất cả những đứa khác, những lớp khác nó đều thi. Em bảo là cái cuộc thi này họ chắt lọc khắt khe lắm, các con cứ cố gắng lên. Mình sẽ chưa được vào cuộc thi VMF lần này thì mình sẽ đi vào các cuộc thi về vẽ sơ đồ tư duy hàng tuần, cuộc thi 5 phút thuộc bài hàng tuần. cơ hội vẫn còn nhiều lắm, cứ cố lên, thế là cứ động viên chúng nó như thế. Xong là em mua, em mang trà sữa ở nhà em mang vào, em tặng cho các bạn. Hôm qua thấy danh sách là hai bạn của em không được lọt vào tiếp, thế nhưng em vẫn bảo là các bạn được vào vòng loại, thế là phần thưởng của các bạn cô Trâm đã chuyển đổi thành 2 cốc trà sữa, thế là chúng phấn khởi lắm. Đến lúc đấy thì bảo là Thầy Phong bảo không được lỗi đạo, nhưng mà cái này là đang truyền động lực, cho nên là thôi kệ, cứ làm như thế đi, vì truyền động lực mà. Học sinh nó phấn khởi, học sinh lớp em nó cũng tự nhiên nó ăn mừng với điều đấy, em cũng thấy vui lắm các chị ạ. Các chị rất là cảm ơn Trâm luôn, bởi vì chị theo dõi là thấy cái học sinh của Trâm lên rồi là quay video rồi nhớ số, nói chung là phải nói là tính ra là bạn Trâm rất là nhanh, là đã ứng dụng rồi cho các con là ứng dụng vào để học tập, và phải nói nhanh thật chứ. Rồi xong đó thì đã có thể đi truyền đạt, đi lan tỏa, đi hướng dẫn cho các thầy cô giáo khác hoặc là cho những phụ huynh, là thấy là rất là tuyệt vời. Phải nói là có một cái năng lượng và nó có một cái sự là lan tỏa rất là tốt luôn, và lại ứng dụng rất là tuyệt vời nữa cơ đó. À, cho chị Tuyết hỏi là Trâm có cho các bạn ứng dụng cái phương pháp hành trình để nhớ cái nội dung của bài văn chưa? Em có ạ. Vâng. Và học sinh em nó phát hiện ra luôn đấy ạ. Và cô em phát hiện ra rồi, bởi vì là trường em hôm nay là bắt đầu thi học sinh giỏi. Thế nên là để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi hôm nay ấy, thì là 4 chủ nhật vừa rồi ấy, 3 chủ nhật, em xin lỗi, 3 chủ nhật vừa rồi đó, là ngày chủ nhật nào em cũng vào trường để em dạy cho học trò, em dạy hết lớp này đến lớp kia, em gọi đội tuyển đòi đội tuyển kia, đội tuyển địa đâu vào đây cô dạy cái kỹ thuật, đội tuyển sử đâu, đội tuyển văn đâu đấy, tức là xong đội tuyển tin, tức là em gọi tất cả các đội tuyển và các đội tuyển em đều dạy các bạn đi về các phương pháp, đúng là các kỹ thuật trong siêu nhớ hết đấy. Và mỗi bạn ấy sẽ tìm thấy được một cái cách học riêng. Và cái điều tuyệt vời là có những đứa nó rất sợ môn văn, nó rất sợ những chuyện Kiều ấy, thì bây giờ sau khi em dạy xong nó bảo cô ơi, chuyện Kiều bây giờ đơn giản lắm, có trong tay cái phương pháp của cô chuyện Kiều đơn giản lắm, cái cảm giác thực sự hạnh phúc lắm các thầy cô ạ. Nên em bảo là tiền kiểu gì rồi nó cũng sẽ đến, kiểu gì rồi nó cũng sẽ đến, em nghĩ thế và em luôn luôn động viên mình như thế. Mặc dù là bây giờ thực ra là Covid mà em cũng chưa phải là cái người mà được dồi dào về tài chính đâu, nhưng mà em cũng có một cái niềm tin như thế, cho nên em vẫn cứ tạo cho mình một cái tâm bình an để mình đi yên tâm với cái con đường này đã. Và em tin lắm, em vẫn tin lắm. Vâng. Đó, cho nên là đó là cái hướng đi đúng đấy. Và giống như thầy Phong dạy mình ý, là mình hãy cho đi ấy, cho đi. Và thêm nữa là gọi là cái phúc đấy, có nghĩa là mình cho đi vô điều kiện, mình không, trước tiên là phải như thế đó, mình cho đi và mình không, thực ra bây giờ Trâm đang làm như thế đấy, là mình cho đi và mình thực ra mình cho đi theo một cái cách rất là tự nhiên đó, mình thấy nó hay mà mình đang chia sẻ, đang trao đổi đó, mình đang trao cho các con đó. Và ngay bản thân mình là mình đã học hỏi cái việc mà mình học hỏi phương pháp mới, cái phương pháp tốt để mình đứng lên lớp mình dạy, đó là một cái điều tuyệt vời hơn hẳn những người khác mà nếu người ta chưa, người ta thờ ơ, người ta không chịu học hỏi, thì đó là mình đã làm một cái điều là giống như là một điều tuyệt vời rồi đấy, là mình đã làm một cái điều có ích rồi đấy đó. Vâng, cảm ơn cô Tuyết. Và cũng rất là may mắn là gặp cô Tuyết ấy. Cô Tuyết là người rất là động viên em những cái lúc mà em lựa chọn cái hướng đi cho mình khi mà đến với siêu nhớ học đường ấy, thì em băn khoăn lắm, không biết mình lựa chọn kiểu gì, thì đúng là cô Tuyết là người đã cho em một cái người mà kiểu là đứng từ xa thôi, nhưng mà người ta đã đặt cho mình một cái niềm tin, nên là em tin. Và đúng là càng đi thì càng thấy là cái lời khuyên hay những cái lời động viên của cô Tuyết là đúng, chứ không phải là chóp lưỡi đầu môi đâu các cô ạ. Nên là thực sự đấy là chân thành thật đấy ạ. Và em cảm nhận được nhiều đấy ạ. Vâng. Thực ra thì là cái phương pháp này các anh các chị là tại vì Tuyết đã ứng dụng rồi, Tuyết đã dạy rồi, thành ra là Tuyết biết được thật sự, và Tuyết đã ứng dụng và Tuyết đã rèn luyện, nên Tuyết thật sự biết được cái phương pháp nó hữu ích. Và đặc biệt là lúc đó thì Trâm là một cô giáo cấp 3 nữa, thành ra Tuyết nói là sử dụng phương pháp này vào cái việc mà để rèn luyện giúp đỡ các con học sinh cấp 3 nó tuyệt vời lắm. Và trước tiên thì mình chưa có thể bán được, hoặc mình chưa có thể là làm được những cái gì đó mà nói về kinh tế, nhưng mà mình ứng dụng vào để mình dạy các con, mình lan tỏa thì là nó đã là tuyệt vời rồi. Sau đó thì mình tổ chức các câu lạc bộ là mình giúp đỡ các con như thế, thì là thật ra bản thân Tuyết cũng vậy này. Bây giờ Tuyết chủ yếu là đào tạo thôi chứ Tuyết cũng chưa có làm kinh doanh gì mấy đâu các anh chị ạ. Nên Tuyết cũng bị thiếu cái phần kinh doanh đấy, chủ yếu là đào tạo mang cho đi thôi chứ còn chưa thật sự là như thế. Là rất là cảm ơn Bích Trâm nha, chia sẻ là để cho các anh các chị ở đây ấy, chúng ta là biết được là cái phương pháp đấy và chính cô giáo đã sử dụng ứng dụng vào việc mà lên lớp của mình đấy, nó hiệu quả đấy, thật sự là như thế. Em có thể là gửi cái slide của em ấy lên nhóm cho các thầy cô, cái slide mà em đi chia sẻ về cái ứng dụng về phương pháp hoặc công cụ dạy học hiện đại trong nhà trường, và em lồng ghép, em đưa cái siêu trí nhớ của mình học và là công cụ, nó là một công cụ mà em đặt nó đứng một mình một góc ấy, để cho người ta thấy được cái điểm nhấn của em ấy. Em có thể chia sẻ cái slide đấy để các chị, hy vọng là các anh các chị xem cái slide đấy thì nếu mà chưa hiểu hết ý tưởng, bởi vì cái phần đầu của em giới thiệu về cái tháp học tập mà thầy Thuận đã đưa lên nhóm đấy ạ, là em dùng từ cái tháp đấy, xong em là lời dẫn cho em đưa vào là các thầy cô muốn trở thành một nhà giáo, một người truyền cảm hứng cho học trò thì các thầy cô cần phải hiểu về bản thân mình, mà muốn hiểu về bản thân mình là các thầy cô hãy hiểu về não bộ đấy. Thế là em lồng ghép, em dạy, em đi tuyên truyền. Nếu mà em nói là em đi dạy não bộ thì nó rất là khó, nhưng khi em bài giảng của em là ứng dụng phương pháp đấy, nhưng mà toàn bộ là cái slide, chính là cái slide về não bộ đấy ạ, toàn bộ cái slide về khám phá não bộ. Thì sau đó đến đoạn cuối là em để đưa cái ứng dụng, cái việc mà em ứng dụng thực tế đấy, từ cái siêu nhốc đường vào đấy như thế nào là em đã đưa vào trong cái phần cuối slide. Thì em sẽ chia sẻ lên đây, thì hy vọng là các thầy cô, biết đâu các thầy cô lại có ý tưởng hay nữa thì cùng đóng góp để chúng ta cũng có một cái bộ slide đi chia sẻ cho giáo viên với nhau ấy. Đúng rồi, rất là cảm ơn Bích Trâm luôn, tại vì là chị cũng xem sơ về cái slide mà Trâm đi lan tỏa, thấy là cái slide của Trâm cũng rất là hay, mà thực ra là Trâm là mỗi người là cứ cảm thấy là rất là giỏi luôn ý, có nghĩa là tạo nên những cái slide nhìn nó rất là hấp dẫn. Còn thật sự là bản thân Tuyết, cái slide của Tuyết là về cái trình độ tin học ấy rồi thì nó bình thường lắm, có nghĩa là chỉ đủ để mình có thể lên lớp để hướng dẫn các con thôi, chứ Tuyết chưa có thể là ứng dụng vào những cái kỹ thuật nó vui nhộn hay là nó hấp dẫn mấy. Nhưng mà thấy là của chỗ cô Trâm nên là cái slide cũng thấy là rất là hấp dẫn. Rất là cảm ơn Bích Trâm luôn, đã chia sẻ cái slide đó đối đến với lại cái cộng đồng của mình, với lại cái nhóm giáo viên của mình, để mọi người tham khảo nha, mọi người tham khảo và mình có thêm cái động lực, cái năng lượng để mình có thể tiếp tục cái con đường của mình nha. Rất là cảm ơn. Em tham gia vào cái cộng đồng BE, tức là cộng đồng giáo viên sáng tạo Việt Nam, và cũng từ đó mà em cũng may mắn được tham gia vào cộng đồng group của thầy Bùi Duy Phương ấy ạ. Là cộng đồng Pro Teacher Army, tức là cộng giáo viên Việt Nam vươn tầm quốc tế. Và khi tham gia vào group của thầy Bùi Duy Phương ấy thì thực sự là nhận được nhiều giá trị lắm ạ, nhiều cái ứng dụng công nghệ thông tin rất là hay. Thầy Phương ấy có một cái khóa học là tin học dễ mà hay, nó không đắt lắm đâu các thầy cô ạ. Nếu như mà em không nhớ là mình là giáo viên ấy, mình sẽ có cái mã giảm giá ấy, nó có mấy trăm nghìn thôi, nhưng mà thực sự là giá trị của nó tuyệt vời. Nếu các thầy cô áp dụng cả những cái thứ mà thầy Bùi Duy Phương dạy cộng với cái kho học siêu trí nhớ này ấy, thực sự là các thầy cô sẽ thấy được là nó giá trị. Bởi vì em đang lồng ghép hai thứ đấy thì em thấy nó quá tuyệt vời. Nên là nếu như một là các thầy cô có thể là mình mua cái khóa của thầy Phương, hai là nếu được thì cô Tuyết cho em chia sẻ với các thầy cô ấy một buổi về cái việc em ứng dụng như thế nào, có thể là khi em hoặc là em cứ gửi slide. Nếu mà thực sự các thầy cô mà cảm thấy khó khăn gì ấy, thì em sẽ chia sẻ rất là hết mình cái việc em ứng dụng đấy. Mình yêu rồi ấy, thì mình sẽ có cách để thể hiện tình yêu, em nghĩ thế. Rồi, rất là tuyệt vời. Như vậy là chắc chắn là sẽ sắp xếp một buổi ha, một vài buổi để cho cô giáo Bích Trâm có thể chia sẻ với các anh chị mình cái cách để mà mình tạo cái slide hoặc là cái cách soạn bài, đúng không Bích Trâm? Vâng ạ. Đó thì cái điều này rất là tuyệt vời luôn, bởi vì các anh chị là mình muốn lên lớp, mình muốn đứng lớp, mình muốn có thể là lan tỏa cho các con thì mình lại cũng phải soạn bài, thì cái bước mà soạn bài nó rất là quan trọng với các anh chị ha, đó quan trọng lắm đấy. Cho nên là mình có thể học hỏi để mình đã có sẵn slide rồi mình có thể chỉnh sửa ha, mình chỉnh sửa làm đó để cho nó thuận lợi, nó chủ động ha. Rồi rất là cảm ơn Bích Trâm luôn. Mọi người thấy là cái chia sẻ của Bích Trâm rồi cái sự cho đi của Bích Trâm là tuyệt vời không? Hãy có thì đánh vào ô chat đi là cảm ơn Bích Trâm là tuyệt vời nè. Rất là cảm ơn luôn đúng không? Cảm ơn mọi người cho em cơ hội để được chia sẻ với mọi người. Em gửi cái số điện thoại của em lên đây thì nếu mà các thầy cô mà chưa có trong nhóm thì các thầy cô cùng vào nhóm Zalo của thầy Thuận, của cô Tuyết lập ra đấy ạ. Còn nếu mà thì chúng ta cùng chia sẻ ở trên đấy. Còn nếu mà các thầy cô mà gặp khó khăn thì các thầy cô có thể liên hệ với số điện thoại em vừa đưa lên phòng chat đấy ạ. Thì để em sẽ chia sẻ với các thầy cô làm sao để chúng ta tạo ra một cái cộng đồng cùng với cô Tuyết. Chúng ta là những cánh tay nối dài để đưa cái kho học liệu này đến. Bởi vì bây giờ mới có 1% học sinh toàn quốc là biết đến cái kho học liệu tuyệt vời này thôi ạ. Thì 1% học sinh thì nó cũng tương ứng với khoảng 1% giáo viên mình biết đến thôi. Nên là mình hãy cùng với cô Tuyết, cùng với thầy Thuận, cùng với thầy Phong để mình lan tỏa điều này. Mình hãy lan tỏa bằng chính cái nghề nghiệp của mình thì em nghĩ rằng là nó sẽ tuyệt vời. Thì cái số điện thoại của em đấy, tức là em là người hàng ngày ứng dụng. Bây giờ nếu mà cho em một cái lớp nào đó mà em nói với hiệu trưởng là cô mà phân công cháu dạy cái lớp nào mà không có máy tivi hoặc máy chiếu ấy, cháu bỏ tiền túi cho mua đấy, chứ bây giờ cháu đi dạy mà không có cái này thì cuộc đời của cháu bị phí mất một nửa. Bỏ tiền túi để cháu mua ngay một cái máy tivi để cháu đầu tư vào cái lớp để cháu dạy, chứ không thì cháu không thể dạy được. Thế là hiệu trưởng thấy kêu gào ghê quá thì hiệu trưởng kiểu gì cũng phải là cho vào cái lớp đấy. Thì em bảo là thôi cô, lớp thì trường mình còn 2 lớp chưa có máy, có tivi. Nên là cô cũng xem ở đâu thì cô xin cho nhà trường mình đi. Thế là hiệu trưởng thấy từ những cái việc em làm, lúc đầu thì cũng nghi ngờ nhá, cũng vào cũng ngó nghiêng sổ học bài của học trò của em đấy để xem nó như nào. Thế bắt đầu là hiệu trưởng bảo này chứ sao mà vở văn thì toàn thế, vẽ vời hoa lá cành xanh đỏ tím vàng này, loạn xạ cái lên này. Thế là học trò, hiệu trưởng vừa nói cái học trò ôi dồi ôi cô ơi, bọn em thích học giờ văn lắm, bọn em thích học thế này lắm. Thế là tự nhiên hiệu trưởng may quá, hiệu trưởng vừa nói cái thì là bởi trường em trường nội trú mà, hiệu trưởng đi trực ấy. Ê, đi kiểm tra nhá, kiểm tra 3 cái lớp em dạy ấy. Đi kiểm tra từng đứa một. Chính học trò nó lại bảo vệ em, nó bảo là ôi học kiểu này thích lắm, học kiểu này không buồn ngủ, học kiểu này dễ nhớ lắm. Thế là chính học trò là người thuyết phục hiệu trưởng, và cũng chính học trò là làm cho hiệu trưởng tin vào em nhiều hơn, chứ không phải là em đi thuyết minh, em đi trình bày em nói thì hiệu trưởng toàn học trò em nói hộ rồi, nên em vui lắm các chị ạ. Nên các chị cứ làm đi. Thì trong cái lớp của mình ý, có anh chị nào là giáo viên ấy, thì chúng ta hãy mạnh dạn ứng dụng và cái phương pháp này vào để dạy cho các con nha. Đó, thì là khi mình dạy các con ở trên lớp cái phương pháp này nó vui lắm, học sinh nó vui lắm. Mình có thể xen vào những cái giờ, những cái lúc nào mà học xong rồi, hoặc trong quá trình mình dạy thì mình đã có sử dụng các phương pháp rồi. Nhưng mà ví dụ như việc nhớ số này hay là gì đó thì mình dạy riêng ấy, dạy thêm ấy, thì 15 phút đầu giờ này hoặc lúc nào đó mình tranh thủ mình dạy các con. Thì từ việc các đó này các con sẽ ứng dụng vào để học các cái nội dung khác. Đó, thì các anh chị chúng ta hãy, hoặc là giao thôi, mình chỉ cần hướng dẫn một phần đầu thôi, một cái phần đầu để một cách nhớ số thôi, thì giao mỗi một ngày giao cho nó một ít số, đúng không cô Trâm? Đó, vâng, không nhất thiết ngay cả buổi hôm đó mình phải dạy các con. Đó, thì các anh chị hãy ứng dụng vào để dạy các con. Thế tự nhiên mình có sản phẩm rồi. Đó, các anh chị là giáo viên nên mình đã có sản phẩm rồi nha. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Là từ những cái việc mà mình ứng dụng ấy trong cái quá trình lên lớp của mình ấy. Đó. Rồi các anh chị, các thầy cô ở trong lớp mình có ai có ý kiến gì nữa không ạ? Rồi mọi người ơi, vậy là đó, thực ra thì cái chương trình cái lớp học của chúng ta gọi là lớp học đào tạo giáo viên ấy, thì là thực ra thì mục đích của Tuyết là cái mình tạo cái group để mình chia sẻ đấy, mình chia sẻ, mình trao đổi về các cái bước để làm sao mình có thể đứng lên lớp để mình hướng dẫn cho các con, hoặc là để mà chia sẻ mà dạy cho các con các phương pháp đấy. Rồi đối với các thầy cô ấy, các thầy cô giáo ấy, thì chúng ta muốn mà ứng dụng được thì trước tiên chúng ta phải rèn luyện cái đã, mình phải là sản phẩm cái đã, và mình muốn chia sẻ để cho mọi người thì mình phải là sản phẩm. Cho nên mọi người hãy đặt ra mục tiêu cho mình nhé. Mình muốn đạt được cái mục tiêu, mình muốn chia sẻ được, mình muốn nâng lớp được thì mình phải đạt được cái gì trước mọi người ạ. Đó, cho nên mọi người hãy cố gắng lên nhé, cố gắng lên. Và mình phải đầu tư, mình đầu tư thời gian một chút nha, đầu tư vào là để mình giống như là cái cây mà mình muốn ăn trái mà thì mình phải trồng, mình phải gieo hạt, mình phải có thời gian chờ đợi nó cho nó lớn, nó ra hoa cái trái thì mình mới có cái quả để mình ăn ha. Thì cái việc mà mình để mà dạy các con cũng vậy đấy, thì đầu tiên là chúng ta phải có cái thời gian rèn luyện, hơi cực khổ một xíu nhưng mà chúng ta phải nỗ lực ha. Đó thì cái phần mà chia sẻ của ngày hôm nay ấy, thì là cũng bên đây là chúng ta sẽ tạm dừng ha. Rồi các anh ấy chị thấy là chúng ta cần phải được chia sẻ những cái gì nữa, mình cần học hỏi cái gì nữa thì các anh ấy chị hãy đánh vào ô chat này, hoặc là mạnh dạn lên nhé. Thấy cái group của mình ấy làm như không được sôi nổi, mọi người ít nêu lên cái ý kiến của mình ấy, không biết là mọi người mong muốn cái gì, mục tiêu là gì, thành ra cũng không biết đường để mà chia sẻ cho các anh các chị nữa ha. Đó thì các anh chị hãy tự tin lên, mạnh dạn lên nha, mình chia sẻ nhá. Và như vậy là cái buổi học của chúng ta hôm nay có hữu ích không các anh các chị, có nên có những cái buổi học như thế này nữa không? Nếu mà có thì chúng ta tiếp tục nha, thêm một vài buổi nữa nha, để mình có thể phát triển bản thân mình tốt hơn ha. Rồi, rất là cảm ơn mọi người. Vậy là buổi học chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc nha. Chúc mọi người sức khỏe này, rồi chúc mọi người có thật nhiều năng lượng này, để chúng ta tiếp tục cái sự nghiệp của mình nha, cái tình yêu của mình ha. Rồi chúc mọi người ngủ thật ngon, rồi hẹn mọi người vào tối thứ hai tuần tới nha. Tối thứ hai tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau. Bye bye. Bye các thầy cô. Chắc mình chụp một tấm hình đi nhỉ? Vâng. Mọi người mở cam hết lên đi, chúng ta chụp một tấm hình đi. Chụp một tấm hình kỷ niệm nha. Mọi người cười thật tươi lên, thả tim nè, chúc ngủ ngon nha, để tiếp chụp hình nha. Các anh chị ơi, các anh chị hãy mở cam lên để mình chụp tấm hình nha. Ở đây có một số anh chị chúng ta chưa có mở cam, các anh chị hãy mở cam lên nha. Chờ Tuyết một chút xíu nha, để Tuyết mở cái ô cửa để